ngươi còn không biết tội. Hoa thần, tuy rằng ngươi thống lĩnh đông khu nhưng cũng không thể bôi nhỏ ta. Làm càn, có người chỉ ra chỗ sai ngươi còn dám ngụy biện. Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, ta chưa làm ra cái gì sai cả. Đối với Diệp Cốc Dịch kích động như vậy Hà Duyệt có lý giải, hắn cùng Diệp Cốc Dịch từ trước tới nay không đội trời chung, hiện giờ có cơ hội kéo hắn xuống ngựa, Diệp Cốc Dịch như thế nào có thể không nắm bắt. Tưởng Di bước ra vẻ mặt nghiêm túc nói, Duyệt Khanh, đây là ngươi không đúng rồi, nếu ngươi làm việc này thì hướng Hoa Thần nhận tội cầu một cái tình nói không chừng có thể xử lý nhẹ, bằng không, Hoàng thượng nơi đó. Tịch Tần, là ta làm ta sẽ nhận, không phải ta làm tuyệt đối sẽ không xuống nước. Hà Duyệt lạnh lùng nói. Bang, Thượng Quan Tuyết vỗ cái bàn thật mạnh, bản quân sẽ làm ngươi thua tâm phục khẩu phục. Công công bên người Thượng Quan Tuyết cho một cái ánh mắt, có người cầm túi tiền ra tới, Thượng Quan Tuyết kêu, Lý Thái Y, ngươi đến xem túi tiền này, trên đó có phải hay không có độc. Lý Thái Y không dám chậm trễ, lập tức tiến lên cầm túi tiền cẩn thận ngửi ngửi, lại dùng một cây ngân châm cắm vào túi. Đến khi cây ngân châm hóa đen mang đến trước mặt Hoa Thần, không cần nghe Lý Thái Y giải thích, phẫn nộ nhìn về phía Hà Duyệt, ngươi còn cái gì để nói. Hà Duyệt không hé răng mà là nhìn cây ngân châm trong tay Lý Thái Y. Ngân châm ở thời cổ đại chính là dụng cụ nhận biết độc tính tốt nhất, như vậy cho thấy trên túi tiền xác thực là có độc vật. Là ai hạ, Lục Nhi? Không có khả năng, cùng nữ này Thải Hà đã tìm hiểu qua, không có vấn đề, như vậy chính là... Hoa Thần, Duyệt Khanh này không chịu nhận tội. Diệp Cốc Dịch ở bên tai Thượng Quan Tuyết thổi gió khuyến khích. Triệu Du nhìn không được. Ở phía trước Thượng Quan Tuyết đang bốc hỏa nói, Hoa Thần, hiện tại không phải lúc tìm xem ai hạ độc, thân thể Mộ Dung Trung Thị quan trọng hơn. Quý Khanh, Tuệ Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng thân thể Mộ Dung Trung Thị không quan trọng? Triệu Du lạnh lùng nhìn Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch biết rằng luận về địa vị thì mình vẫn hơn Triệu Du một bậc, nhưng về độ sủng ái thì hắn không bằng. Không bằng nói phân vị Hoa Thần mà Thượng Quan Tuyết đang đảm nhận này lý ra nên thuộc về Triệu Du, chỉ cần Triệu Du không mắc phải chuyện trúng độc kia. Diệp Cốc Dịch trầm mặc, Thượng Quan Tuyết cũng không quan tâm, ghé mắt liếc nhìn Triệu Du một cái, quay đầu lại nhìn về Lý Thái Y hỏi, Lý Thái Y, thân thể Mộ Dung Trung Thị. Lý Thái Y khom lưng, Hoa Thần yên tâm, Mộ Dung Trung Thị chính là trúng độc bình thường, tính mạng không đáng ngại. Chỉ cần uống vài lần thuốc là có thể chữa khỏi. Mọi người nghe Lý Thái Y nói đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hà Duyệt cũng không ngoại lệ, hắn chưa từng nghĩ tới vì mình mà lại liên lụy người khác. Giải độc không là vấn đề, như vậy việc ai hạ độc lại tiếp tục vì thế đề tài lại chuyển lên người Hà Duyệt, nhưng lần này chính là Triệu Du mở miệng. Duyệt Khanh trước đây cũng bị thụ độc, đối với loại hạ độc này khẳng định thống hận, như thế nào có thể ra tay hạ độc người khác, còn thỉnh Hoa Thần xem xét. Hà Duyệt không nghĩ tới Triệu Du sẽ vì hắn mà cầu tình, kỳ thật quan hệ của hắn cùng người này rất là vi diệu, chỉ mới gặp nhau ở Hòa Hương Viên hội tụ, ngày thường QNG sở không có kết giao gì, hiện tại lại ra mặt giúp chính mình, trong lòng Hà Duyệt thực sự phức tạp. Quý Khanh, lời ngươi nói sai rồi. Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, những gì ngươi hiểu biết bất quá chỉ là mặt ngoài thôi. Hà Duyệt hung hăng nhìn về phái Diệp Cốc Dịch, tên hỗn đản này rõ ràng là đang đối địch với mình, khó trách nhiều ngươi như vậy đều nhắc nhở hắn, hậu cung này không sạch sẽ, thậm chí chính hắn cũng đã rõ ràng, nhưng Hà Duyệt trước giờ vẫn chưa đúc kết ra được cái gì, bởi vì những lần trước đó bị tổn thưởng chỉ có mình hắn, nhưng qua ngày hôm nay, Hà Duyệt nhận ra chính mình nên hảo hảo một lần nhìn nhận lại. Hà Duyệt, ngươi còn không biết tội. Hà Duyệt nhìn về phía Thượng Quan Tuyết, mặt không biểu tình nói, ta không có làm gì cả, ta cùng Mộ Dung Trung Thị quan hệ cũng không tệ lắm, ta có lý do gì để hại hắn. Đúng là bởi vì quan hệ không tội nên mới lo lắng hắn đi câu dẫn Hoàng thượng nên ngươi mới đối hắn hạ độc thủ. Hà Duyệt nghe xong lời Diệp Cốc Dịch nói cười lạnh một tiếng, câu dẫn... Thượng Quan Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch biết rõ chính mình nói lỡ lời liền câm miệng trầm mặc. Tưởng Di bên cạnh châm chọc cong cong khóe miệng, nhìn về phía Hà Duyệt mở miệng nói, Hoa Thần, chuyện này nhân chứng vật chứng đều đủ cả,
không cần thiết phải nghe hắn giải thích. Tịch Tần, ta tự nhận là ngươi là người biết lý lẽ, hiện giờ xem ra cũng bất quá là nhìn vẻ bên ngoài thôi. Hà Duyệt trào phúng nói cũng không thèm nhìn sắc mặt Tưởng Di, lại một lần nữa đối mặt Thượng Quan Tuyết. Hoa thần, ngươi muốn vấn tội ta, ta đây cũng đến đem sự tình làm cho rõ ràng, bằng không ta kiến nghị mang chuyện này nói cho Hoàng thượng để người phái người đi điều tra. Hà Duyệt lấy Hoàng thượng ra không thể không nói ngăn chặn đám người này kêu la, ngay cả Chu Tử Hoa vừa tiến vào Lâm Hoa Điện cũng giật mình nhảy dựng. Kỳ thật ở đây người nói cái gì Hoàng thượng sẽ nghe trừ Triệu Du ra cũng chỉ có mình Hà Duyệt. Hà Duyệt thấy Thượng Quan Tuyết Tơ hay đổi sắc mặt, khóe miệng khẽ nhếch, ôn hòa tiếp tục nói, đương nhiên Hà Duyệt cũng sẽ không làm như vậy, cái chuyện vặt vãnh này ta cũng chẳng dám làm phiền người. Thượng Quan Tuyết nhướng mày, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, trước khi vấn tội ta, ta có vài lời muốn nói. Không. Hoa thần, vẫn là nên đem chuyện này điều tra rõ ràng cho thỏa đáng bằng không lại làm chuyện cho nàng chê cười. Triệu Du đánh gãy lời Diệp Cốc Dịch, mà Thượng Quan Tuyết cũng biết Triệu Du nói từ nàng này là chỉ ai, ánh mắt lạnh thấu xương đồng thời thanh âm băng lãnh nói, hảo, bản quân cho ngươi nói vài điều. Hoa thần, Thượng Quan Tuyết chừng Tưởng Di, là ngươi chủ trì hay bản quân chủ trì? Tưởng Di đương nhiên biết khẩu khí của Thượng Quan Tuyết lộ ra vẻ bất mãn, lập tức câm miệng nhìn Hà Duyệt bên cạnh nàng đi qua. Hà Duyệt đầu tiên nhìn thoáng qua Mộ Dung Bách, theo sau ánh mắt lại dừng trên người Lục Nhi đang run cấm cập trên mặt đất, sau đó lại nhìn thoáng qua Tử Ngọc. Tử Ngọc sau khi Hà Duyệt chuyển tầm mắt qua Lý Thái Y lập tức lặng lẽ lui ra. Lý Thái Y có biết Mộ Dung Trung Thị bị trúng là độc gì không? Mộ Dung Trung Thị chính là bị trúng loại độc thường thấy nhất Huyền Minh Quốc chuột độc. Chuột độc ngươi nói là cái chuyên dùng để giết chuột. Đúng vậy, loại độc này thường được người dùng để giết chuột, nhưng khi người dùng loại thuốc này thì sẽ trở nên ngu dại. Nghe thấy hai chữ ngu dại này, Hà Duyệt liền minh bạch chính mình hiểu sai về loại độc này rồi, còn tưởng rằng công dụng giống thuốc diệt chuột chứ. Lý Thái Y, ngươi là nói ngu dại, là ăn qua loại thuốc này người đều sẽ ngu dại? Triệu Du mở miệng hỏi. Thần chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói nhân gian có loại bệnh dịch này. Kia Mộ Dung Trung Thị. Duyệt Khanh xin yên tâm, Mộ Dung Trung Thị chúng là loại chuột độc bình thường, loại chuột độc này sẽ không ảnh hưởng thần trí người khác, sẽ chỉ làm người đó nôn mửa, mệt mỏi mấy ngày. Mộ Dung Trung Thị hơn nữa còn chúng độc phân lượng nhỏ, hai chén dược là ổn rồi. Phân lượng nhỏ, chuột độc. Hà Duyệt gợi lên tươi cười, lại một lần nữa hỏi, Lý Thái Y, người cho dù ăn một lượng chuột độc phân lượng nhỏ này có phải hay không 5 ngày sau mới phát tác? Cái này xem như minh bạch ý tứ Hà Duyệt, không sai, nếu chắc gờ sờ độc không cần 5 ngày, như vậy việc chúng độc không còn quan hệ Hà Duyệt nữa. Hà Duyệt, ngươi đàn áp người quá đáng. Hà Duyệt khó chịu nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, đàn áp. Tuệ thần, ngươi nói lời này ta không thích nghe đâu, ta bất quá là tò mò hỏi vài câu. Như thế nào lại thành áp chế người quá đáng rồi? Tuệ thần, chú ý ngôn từ của ngươi. Thượng Quan Tuyết mắt lạnh nhìn Diệp Cốc Dịch rồi lại nhìn Lý Thái Y. Lúc này Lý Thái Y khom lưng trả lời, hồi bẩm Duyệt Khanh chủ tử, độc này gọi là chuột độc, sở dĩ vì kết quả nhanh của nó mới có thể đem lũ chuột một lưới bắt hết, cho dù chỉ là lượng nhỏ cũng không vượt quá 2 ngày. Lý Thái Y, ngươi xác định? Tịch Tần nương nương, lão thần nguyện dùng mạng đảm bảo, hơn nữa lão thần không cho rằng việc này là do Duyệt Khanh chủ tử làm. Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Lý Thái Y, chỉ giáo cho. Hồi bẩm Hoa thần, lão thần 3 ngày trước cấp Mộ Dung Trung Thị bắt mạch, lúc ấy xác nhận là nhiễm phong hàn, hơn nữa còn cho dùng dược. Không sai, không sai, bẩm Hoa thần, chủ tử đúng là hôm qua ói mửa, lúc trước chỉ có nhẹ nhẹ ho khan. Lục Nhi nói ra lời này sự tình càng thêm khó bề phân biệt, kỳ thật càng chứng minh Hà Duyệt vô tội. Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di sắc mặt rất khó coi, vốn di chuyện này đã chứng minh Hà Duyệt có tội, thế nhưng Hà Duyệt lại hóa nguy thành an, như thế nào mà không tức giận, mà nô tài lúc ấy chỉ ra chỗ sai của Hà Duyệt đã toàn thân phát run,
thấy thế nào cũng biết chuyện này có mờ ám. Thần thiếp nguyện làm chứng cho Duyệt Khanh. Trịnh Giai Hoàn nhập điện lại một lần nữa làm cho Hà Duyệt hữu lực hơn. Trịnh Giai Hoàn sau khi hướng Hoa Thần thỉnh an xong mới nói, Hoa Thần, thần thiếp 5 ngày trước là cùng Mộ Dung Trung Thị tới bái phỏng Duyệt Khanh chủ tử, khi rời đi thần thiếp còn tự tay cầm túi tiến nhìn ngắm. Lời nói này của Trịnh Giai Hoàn hoàn toàn đem những điều bôi nhọ Hà Duyệt tẩy đi hết. Chu Tử Hoa đứng ra nói, Hoa Thần, Trịnh đáp ứng đã tự mình lấy túi tiền nhìn mà hiện tại vẫn bình an vô sự, như vậy việc này không có khả năng cùng Duyệt Khanh có quan hệ. Hoa Thần, tên cẩu nô tài này lừa gạt ngươi nói không chừng truyền ra ngoài liền bị người khác chê cười. Triệu Du ở bên tai Thượng Quan Tuyết nhỏ giọng nói. Thượng Quan Tuyết hiện tại thực sự tức giận, hắn thế nhưng lại bị một cái cẩu nô tài chơi đùa, phân nộ đạp cho nô tài đang quỳ trên mặt đất quỳ xuống, nói, cẩu nô tài, còn không nói ra sự thật. Tiểu công công thấy tình hình chuyển biến, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, nô tài biết tội, thỉnh Hoa Thần tha tội, thỉnh Hoa Thần tha tội. Diệp Cốc Dịch cũng phát hiện tình thế không ổn, vội vàng biểu hiện ra một bộ phẫn nộ, nô tài chết bầm, ngươi ăn gan hùng mật gấu lại dám đi vu hãm Duyệt Khanh, người tới, đem cẩu nô tài này ra ngoài đánh 20 bản. Hà Duyệt càng thêm cảm thấy Diệp Cốc Dịch là người không có đầu óc, rõ ràng hiện tại Thượng Quan Tuyết ở chỗ này lại còn dám làm ra hành vi của lão đại, cười lắc lắc đầu nhìn Thượng Quan Tuyết đang chừng Diệp Cốc Dịch, ngay sau đó hử lạnh nhìn về phía tiểu công công kia, nói, là ai sai ngươi làm như vậy? Nô tài không có ai sai xử cả, nô tài xác thực là thấy chủ tử 5 ngày trước không khỏe nhưng chưa từng biết chủ tử nhiễm phong hàn, lầm tưởng Duyệt Khanh chủ tử, thỉnh Hoa Thần chủ tử tha tội. Lầm tưởng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Triệu Du khom lưng tới sát bên cạnh tiểu công công sắc mặt đã xám cho kia, vẻ mặt mỉm cười nói, ngươi cứ giấu giấu giếm giếm người đứng đằng sau như vậy làm được cái gì? Ngươi ngoan ngoan nói ra là ai sai xử ngươi, nói không chừng Hoàng thượng sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu công công toàn thân phát lạnh, ngẩng đầu nhìn Triệu Du, ngay sau đó ánh mắt rời lên người Thượng Quan Tuyết, sau đó là Tưởng Di, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Cốc Dịch rồi lại cúi đầu không hé răng. Triệu Du biết được nô tài này sẽ không nói, liền đứng dậy không thèm hỏi nữa nhìn về phía Hoa Thần. Thượng Quan Tuyết tức giận quát, người tới, đem cẩu nô tài này kéo xuống đánh 30 đại bản. Người tới, đem cẩu nô tài này kéo xuống đánh 30 đại bản. Hoa Thần chủ tử tha mạng. Hoa Thần chủ tử tha mạng. Tiểu công công không ngừng dập đầu xuống cũng chẳng đổi lấy được nửa điểm đồng tình của Thượng Quan Tuyết, phẫn nộ đem đối phương đạp một chân, lẳng lặng nhìn người của mình kéo tên tiểu công công ra ngoài đánh. Nghe những tiếng thống khổ thê thảm xin tha, Hà Duyệt chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không biểu lộ ra một tia đồng tình. Kỳ thật Hà Duyệt tự thân cho rằng, tại hậu cung phức tạp này, những tiếng kêu la thảm thiết sớm muộn gì cũng nghe quen. Sau khi châm chọc cười cười, đứng dậy đi đến bên người Thượng Quan Tuyết, nói, Hoa Thần, nếu sự tình đã tra rõ ràng, thứ cho thần thị rời đi trước. Thượng Quan Tuyết tuy rằng bất mãn Hà Duyệt, càng là đem đối phương coi là địch nhân nhưng thời khắc này Thượng Quan Tuyết vẫn lộ ra bộ mặt tươi cười, vươn tay vỗ vỗ tay Hà Duyệt. Duyệt Khanh, ủy khuất ngươi, ngươi cứ yên tâm, bản quân nhất định sẽ đem sự tình này ra tra rõ ràng sẽ không để loại chuyện này phát sinh ở Đông Khu nữa. Hoa Thần chính là chủ tử tối cao của Đông Khu, Hà Duyệt tự nhiên toàn lực phối hợp. Thượng Quan Tuyết cong cong khóe miệng tươi cười, ngay sau đó buông tay để Hà Duyệt rời đi. Hà Duyệt sau khi cùng những người khác hành lễ liền xoay người rời khỏi Lâm Hoa Điện, Triệu Du lại tiến lên nói, Hoa Thần, việc hôm nay chỉ sợ sẽ truyền tới tai nàng. Hừ, chuyện này nhất định chính là âm mưu của ả, bản quân tuyệt không tha thứ. Hoa Thần nói năng thận trọng, Triệu Du ra hiệu với Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Tưởng Di cười cười tiến lên hành lễ, thần thiếp còn muốn đi Xích Nguyệt Điện hướng Duyệt Khanh xin lỗi, thứ cho thần thiếp cáo lui. Thượng Quan Tuyết gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, không muốn để Hoàng thượng biết liền tự chính mình đi đi. Diệp Cốc Dịch tuy rất bất mãn Hà Duyệt, nhưng việc này quan trọng liền gật đầu rời đi. Diệp Cốc Dịch cùng Tưởng Di rời đi, Triệu Du cùng Chu Tử Hoa,
Trịnh Giai Hoàn cũng thỉnh an cáo lui, bất quá khi ra khỏi Lâm Hoa Điện. Triệu Du lại một lần nữa nói với Thượng Quan Tuyết, Hoa Thần, thật thị cho rằng bây giờ cần thiết chính đốn lại đông khu rồi. Lời này sau lưng chính là nói chuyện hoang đường xảy ra hôm nay, đây không phải chuyện đơn giản. Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Du rời đi, nghiến răng nghiến lợi phất phất tay, cùng nô tài bên người nói, tra xét cho bản quân, rốt cuộc là ai làm. Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định khiến miệng chó tên cẩu nô tài này mở ra. Thượng Quan Tuyết đối với người bên cạnh chính mình thật an tâm, gật gật đầu, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì nhất định phải đem người đó bắt ra ngoài ánh sáng. Nô tài biết được, xin chủ tử bất giận, bất giận. Thượng Quan Tuyết bình ổn lại tâm tình sau đó phân phó cho Lý Thái Y vài câu, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoa Điện, nghiến răng nghiến lợi phủi tay rời đi. Đều là mấy chuyện vặt vánh, Đức Phi, chuyện hôm nay đều tính cho ngươi. Vốn dĩ không có chuyện liên quan đến Đức Phi, bởi vì lời Triệu Du nói đều đổ lên đầu Từ Tuệ, kỳ thật Thượng Quan Tuyết cũng biết chuyện hôm nay Đức Phi vô tội nhưng lại nghĩ thấy chuyện ngày hôm nay sẽ là trò cười cho cả hậu cung, Thượng Quan Tuyết như thế nào lại không tức giận, như thế nào không hận. Tôn Đạo Toàn cẩn thận tiến vào ngự thư phòng, khom lưng nói, khởi bẩm Hoàng Thượng, Vân Vương cầu kiến. Tuyên. Lãnh Vân Diệu ý cười đi vào ngự thư phòng, còn chưa có thỉnh an Lãnh Diệp Hiên đã đặc xá, nói, Hoàng Huynh tới ngự thư phòng gấp chấm chính là có việc gấp. Lãnh Vân Diệu cười nói, xem như là việc gấp đi. Lãnh Diệp Hiên thấy bên khóe miêng tên kia vẫn là nụ cười tà mị liền minh bạch, hướng Tôn Đạo Toàn phất phất tay, Tôn Đạo Toàn hành lễ cáo lui lưu lại hai huynh đệ ở ngự thư phòng. Lãnh Vân Diệu thật bình tĩnh cờ ngồi ở trên ghế, uống một ngụm trà, thở dài nói, Diệp Hiên, ngươi nói xem ta phải làm thế nào mới dụ dỗ được Lân Nhi lạnh lùng kia vào lòng đây. Lãnh Diệp Hiên tiếp tục lật xem tấu chương cũng không trả lời vấn đề của Lãnh Vân Diệu. Thẳng đến khi Lãnh Vân Diệu phát hiện, nhướng mày hỏi, đệ đệ, ngươi mau cấp cho Vi Huynh chủ ý a. Hoàng Huynh, cái gọi là chân thành sẽ đến, sắt đá cũng mòn. Ngươi chưa hiểu hả? Lãnh Vân Diệu bĩu môi, ngươi thì có mỹ nhân ôm vào lòng rồi làm sao vội được? Ánh mắt hướng đến Lãnh Vân Diệu đang buồn khổ, Lãnh Diệp Hiên khẽ cười cười, buông tấu chương đứng dậy rời khỏi ngự án thư, ở cái ghế bên cạnh Lãnh Vân Diệu ngồi xuống, nói, lấy tài trí của Hoàng Huynh, điểm này không làm khó được ngươi. Lãnh Vân Diệu nhìn Lãnh Diệp Hiên, biết đệ đệ thân sinh sẽ không ra tay giúp đỡ mình. Chỉ có thể thở dài lắc đầu, Vi Huynh sợ là hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn ngược lại, Hoàng Huynh lo lắng nhiều rồi, tính nết sở nhiên ta biết rõ, hắn tuy tỏ ra lãnh đạm nhưng nội tâm lại rất ôn hòa. Lãnh Vân Diệu kinh dị nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên, ngươi thật sự cho rằng như vậy, rõ ràng là một Lân Nhi lãnh đạm, sao có thể ôn hòa được. Lãnh Diệp Hiên khóe miệng nhẹ cong, gõ cái bàn ý vị thâm trường nói, Hoàng Huynh, đối phó với trái tim mỹ nhân chỉ có hai cách, thứ nhất là ôn nhu che chở, thứ hai. Lãnh Vân Diệu thông minh như thế sao lại không hiểu ý của đệ đệ nhà mình được, bừng tỉnh đại ngộ lúc sau ý vị thâm trường cười cười, Diệp Hiên, vẫn là ngươi có biện pháp. Lãnh Diệp Hiên cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi về hướng ngự án thư, nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa mới buông cái ly, Lãnh Vân Diệu lại một lần nữa mở miệng. Nghe nói Hà Duyệt bị hãm hại. Nga, Hoàng Huynh, ngươi cũng biết việc này. Cả hậu cung lẫn tiền triều đều đề cập đến, không muốn biết cũng khó, huống hồ sở nhiên cũng hướng ta tìm hiểu việc này. Lãnh Vân Diệu giải thích cũng không được Lãnh Diệp Hiên đáp lại, nhìn thấy đệ đệ chính mình bình tĩnh cầm lấy tấu chương lên phê duyệt. Lãnh Vân Diệu tò mò hỏi, Diệp Hiên, nghe nói ngươi gần đây không lui tới Xích Nguyệt Điện, ngươi muốn làm cái gì? Lãnh Diệp Hiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt bát quái tò mò của Lãnh Vân Diệu. Ý vị thâm trường nói, Hoàng Huynh vẫn là lo suy nghĩ cách thu phục Tiêu Sở Nhiên đi. Hai lão hồ ly đối diện nhau, xem đến chính là ai so với ai giảo hoạt hơn, ai so với ai thông tuệ hơn. Lãnh Vân Diệu tà tà cười, đứng dậy sửa sang lại quần áo, nói, thôi, ngươi sủng nịch che chở hắn như thế Vi Huynh hiểu rõ, bất quá. Diệp Hiên, hậu cung thị phi đầy dây không phải là nơi đơn giản, ngẫm lại mẫu hậu.
Lãnh Diệp Hiên buông bút, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, hai bên rằng co hồi lâu, Lãnh Vân Diệu liền lộ ra tươi cười, ngươi minh bạch liền tốt, bất quá, Diệp Hiên, vi huynh nờ hở chính là rất muốn cháu trai nha. Chuyện con cái hai huynh đệ rất ít khi bàn luận đến, rốt cuộc vẫn luôn lấy quốc gia đại sự làm trọng, hiện nay Lãnh Vân Diệu lại nhắc đến sự việc này, không thể không nói là làm Lãnh Diệp Hiên ăn mệt. Nhìn để chính mình lộ ra biểu tình không cao hứng, Lãnh Vân Diệu thật vui vẻ hi hi ha ha rời đi làm Tôn Đạo Toàn ngay giờ vẫn ở bên ngoài chờ đợi khó hiểu. Lãnh Diệp Hiên sau khi Lãnh Vân Diệu rời đi liền không có hứng phê duyệt tấu chương nữa, đứng dậy đi ra khỏi ngự thư phòng, Tôn Đạo Toàn lập tức đuổi kịp đi vào Trung Nguyệt lâu quen thuộc, thấy tòa cung điện to lớn lại nhớ tới lời Lãnh Vân Diệu nói, phiền lòng xoay người rời đi, nói, đi Xích Nguyệt Điện. Tôn Đạo Toàn nghe thấy Xích Nguyệt Điện liền chạy nhanh đuổi theo, nội tâm cảm thán Hà Duyệt lợi hại, quả nhiên sủng ái nhất chính là Duyệt Khanh chủ tử A. Nhưng mà lúc bày Hà Duyệt không biết Lãnh Diệp Hiên muốn tới, mà là di giá đến từ Di Điện bái phỏng Du Quý Khanh hôm qua giúp hắn. Triệu Du nghe thấy Hà Duyệt tới bái phỏng chính mình, nhanh chóng ra cửa nghênh đón, khi đối phương mỉm cười thỉnh an liền nâng dậy, mỉm cười nói, giữa ta và người liền không cần quy củ. Hà Duyệt vốn muốn nói không được nhưng thấy vẻ chân thành trong lời nói Triệu Du liền gật đầu cùng nhau nhập Tử Di Điện. Hà Duyệt từ thải hà lấy ra một hộp gấm màu đỏ đặt lên bàn. Đây là điểm tâm chính tay ta làm, mong rằng Du Quý Khanh không chê. Triệu Du mở cái nắp ra, điểm tâm ngũ sắc tinh mỹ làm Triệu Du kinh hỉ. Nghe nói Duyệt Khanh làm điểm tâm ngay cả Hoàng thượng cũng tán thưởng, hiện giờ chính mắt được thấy, quả nhiên tinh xảo. Không dám nhận, Du Quý Khanh quá khen rồi. Triệu Du cười nhạt phất phất tay, cung nữ đem hộp điểm tâm mang xuống, Triệu Du mới mở miệng nói, Duyệt quân hôm nay tới Tử Di Điện là vì chuyện hôm qua đi. Hà Duyệt gật đầu, phải. Hà Duyệt đưa gờ sờ dậy hướng Triệu Du hành lễ, việc hôm qua nếu không phải Quý Khanh ra tay giúp đỡ, Hà Duyệt chỉ sợ khó tránh thoát tội, Hà Duyệt tại đây đa tạ Du Quý Khanh. Triệu Du đứng dậy đỡ lấy tay Hà Duyệt, Triệu Du ôn hòa nói, Duyệt quân nói quá rồi, Duyệt quân trước đây không lâu cũng bị độc hại, ta tin ngươi, hoàn toàn xứng đáng muốn trợ giúp ngươi, nhưng, ngươi làm đại lễ như vậy chính là chiết sát ta. Ý cười ôn nhu, dung mạo tinh xảo, khí chất cao quý, khó tránh Lãnh Diệp Hiên đối với Triệu Du này có hảo cảm, người như vậy ngay cả hắn cũng thích cơ mà. Triệu Du không biết suy nghĩ cái gì. Bắt lấy tay Hà Duyệt, mỉm cười nói, chúng ta ra ngoài đi một chút. Hà Duyệt bừng tỉnh vội vàng mở miệng cười gật gật đầu, hai người cùng rời khỏi Tử Di Điện đi đến Dự Thạch Viên, đối mặt cảnh đẹp Hà Duyệt cũng không quên quan tâm thân thể Triệu Du. Duyệt quân chớ lo lắng, thân thể ta đã không đáng ngại. Nay ít nhiều vần là vì Hoàng thượng ban cho Tử Kim Đan, bằng không bệnh của chủ tử làm sao có thể tốt nhanh như vậy được. Hàm Nhi cúi đầu không hé răng, Triệu Du nhìn xin lỗi về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt mỉm cười đáp lễ, Hà Duyệt hiểu ý của Triệu Du nhưng là chuyện này Hà Duyệt cũng chẳng có một câu oán hận, vốn dĩ Triệu Du thể nhược hiện nay liền có thể sống thoải mái, đây còn gì tốt hơn. Hoàng thượng, phía trước hình như là Du Quý Khanh cùng Duyệt Khanh hai vị chủ tử. Lãnh Diệp Hiên cũng chú ý tới, dừng lại bước chân phất phất tay. Né tránh tầm mắt Hà Duyệt tiếp tục cùng Triệu Du bàn luận các thú sự bên ngoài kia. Dưới sự tò mò tích tụ lâu ngày của Hà Duyệt, Triệu Du đột nhiên nói sang chuyện khác, lần này hồi cung là Hoàng thượng Hà chỉ truyền về. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Du dừng bước chân duỗi tay bắt lấy cánh tay Hà Duyệt, nghiêm túc nhìn đối phương, Duyệt quân, ngươi thích Hoàng thượng sao? Như thế nào bây giờ liền rời qua đề tài khác? Còn có, vì cái gì lại biến thành chuyện có thích Lãnh Diệp Hiên hay không a? Hà Duyệt vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào với Triệu Du, nói thích, có thể được không? Tuy rằng hắn xác thực thích Lãnh Diệp Hiên, nhưng khi đối mặt với Triệu Du, hắn lại không biết nên trả lời thế nào. Triệu Du nhìn thấy vẻ mặt Hà Duyệt kinh ngạc, mỉm cười mắt nhìn phương xa sắc mặt yêu thương nói, ta thích. Triệu Du nghiêng đầu nhìn thẳng Hà Duyệt. Ta yêu Hoàng thượng, thực yêu hắn, lần đầu tiên gặp mặt liền yêu hắn.
phanh. Trong đầu phản phất như bị đánh rớt, Hà Duyệt hoàn toàn bị lời nói của Triệu Du làm sợ ngây người. Yêu Lãnh Diệp Hiên, không phải thích mà là yêu. Hà Duyệt bị Triệu Du dọa rồi, không đúng, hẳn là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Du vì cái gì lại đối với hắn nói ra chuyện này, tuyên thể quyền lợi. Không, này không phải là tác phong của Triệu Du, nhưng mà có một thứ mà Hà Duyệt phải thừa nhận, hắn bị lời nói vừa rồi ảnh hưởng. Triệu Du nhìn biểu tình của Hà Duyệt chỉ cười nhạt, ở địa phương không bị Hà Duyệt phát hiện lộ ra một tia yêu thương, chậm rãi biến thành chua xót. Bởi vì đột nhiên chuyển biến đề tài, hai người cũng xấu hổ lên, Hà Duyệt trước lùi một bước cáo lui, Triệu Du cũng không có lưu đối phương lại, nhìn chằm chằm thân ảnh Hà Duyệt rời đi mới xoay người về Tử Di Điện. Mà lúc này Lãnh Diệp Hiên mới từ bên cạnh cây liễu bước ra, ngắm nhìn về phương hướng Xích Nguyệt Điện, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên bóng dáng Triệu Du. Sắc mặt bình tĩnh nói, tuyên Triệu Du đến ngự thư phòng. Trở lại Xích Nguyệt Điện, Hà Duyệt từ miệng Tử Ngọc biết được Hoàng thượng muốn đến, nhưng đã qua một canh giờ rồi mà người vẫn chưa thấy đâu, làm Hà Duyệt có chút kinh ngạc, lúc sau nghĩ đến chắc trên triều xảy ra chuyện gì nên không để ý tới nữa. Cơm trưa qua đi, Hà Duyệt vẫn luôn ngốc ở thư phòng luyện chữ, vốn dĩ đã từng phản cảm việc này nhất, hôm nay lại đặc biệt thuật, tâm bình khí hòa luyện tâm tỉ mỉ. Tử Ngọc tò mò hỏi Thải Hà, chủ tử đây là bị làm sao vậy? Thải Hà thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Tử Ngọc vài câu, Tử Ngọc kinh ngạc, lúc sau ánh mắt ám trầm, nhỏ giọng nói, chuyện này chúng ta vẫn không cần lắm chuyện. Thải Hà gật gật đầu, bưng trong tay trà bánh tiến vào thư phòng hầu hạ Hà Duyệt, mà Hà Duyệt vẫn còn đang chuyên tâm luyện chữ, từ sau giờ cơm trưa tới lúc dùng bữa tối mới dừng lại, dùng bữa càng sớm rồi tắm gội nghỉ ngơi càng làm Thải Hà thêm sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chủ tử quá kỳ quái, muốn hay không nói cho Hoàng thượng? Tử Ngọc lắc đầu, việc này không thể nói cho Hoàng thượng, mặc khác nếu làm vậy các phi thị kia nghe được sẽ càng thêm ghen ghét chủ tử. Tử Ngọc vỗ vỗ bả vai Thải Hà, ngươi yên tâm, chủ tử đều có tính toán. Nhưng mà lần này Tử Ngọc đã đoán sai, Hà Duyệt là không có tính toán gì, vẫn luôn nằm trên giường trằn trọc khó yên. Nếu là buổi chiều vẫn luôn chuyên tâm luyện chữ thì không có gì, nhưng tới buổi tối liền bất đồng, trong óc vẫn luôn quay cuống những lời Triệu Du nói với hắn, thích, yêu, lần đầu đã yêu Lãnh Diệp Hiên rồi, mẹ nó, nhất kiến trung tình cái quái gì. Hà Duyệt gãi gãi tóc, ngồi dậy phiền lòng đẩy cửa sổ ra, chú mục vào vầng trăng khuyết trên không trung, vì cái gì hắn phải đối với loại sự tình này phiền lòng, Triệu Du yêu Lãnh Diệp Hiên liên quan gì hắn. Chỉ cần Lãnh Diệp Hiên không thích Triệu Du là được. Chuyện Triệu Du. Lời này của Lãnh Diệp Hiên khi đó không nói hết rốt cuộc là. Kháo. Vì cái gì lúc này sẽ nhớ tới việc này? Hà Duyệt không kiên nhẫn gãi gãi tóc, phiền lòng hướng đến bên giường. Mẹ nó, yêu như thế nào liền như thế đấy đi, ta mặc kệ. Hôm sau. Khi Thải Hà hầu hạ Hà Duyệt rửa mặt nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt tiều tụy, lo lắng hỏi, chủ tử chính là thân thể không khỏe. Hà Duyệt lắc đầu, chỉ là mất ngủ, không sao. Thải Hà còn muốn mở miệng nói chuyện, Tử Ngọc liền lôi kéo tay áo áo, Thải Hà chỉ có thể câm miệng hầu hạ Hà Duyệt. Hà Duyệt tuy nói không sao kỳ thật đầu có điểm đau, phỏng chừng là tối hôm qua để cửa sổ mở cho khí lạnh vào cả đêm. Lại một lần nữa Hà Duyệt cảm thấy thân thể này thật suy yếu. Lan Tích Điện. Tiến vào chính điện Hà Duyệt liền thu được một đống tầm mắt phóng về mình, cái này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Duyệt Khanh đã tới thỉnh an rồi, tất cả đều về đi. Thượng quan ca ca, Du Quý Khanh còn chưa tới. Vương Ngọc, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi biết rõ Hoàng thượng tối hôm qua tuyên Du Quý Khanh thị tẩm. Diệp Cốc Dịch đầy mặt tươi cười nói, a, ta quên mất, hôm qua Hoàng thượng tuyên Du Quý Khanh vào ngự thư phòng, hơn nữa còn giữ rất lâu, như thế nào ngủ một đêm liền quên mất. Vương Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nói, châm chọc liếc nhìn Hà Duyệt một cái. Hà Duyệt đương nhiên không có chú ý tới ánh mắt châm chọc của Vương Ngọc, cũng không có quan tâm sắc mặt người khác, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu Lãnh Diệp Hiên tuyên Triệu Du thị tẩm. Thượng quan Tuyết chú ý thấy sắc mặt Hà Duyệt tái nhợt,
trong lòng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó phất tay cho mọi người lui xuống, Hà Duyệt được Thải Hà nâng dậy rời đi. Đi ra Lan Tích Điện, Chu Tử Hoa đã đứng ở bên ngoài chờ, thấy Hà Duyệt ra tới nơi, còn chưa kịp tới quan tâm đã bị Vương Ngọc trước một bước châm chọc, mà Diệp Cốc Dịch cũng phối hợp châm chọc theo. Hà Duyệt, đừng tưởng rằng ngươi được sủng ai mấy ngày là có thể diễu võ dương oai, ngày lành của ngươi đã hết. Hà Duyệt nhìn chằm chằm vẻ mặt châm chọc, tâm cao khí ngạo của Diệp Cốc Dịch, Diệp Cốc Dịch khó chịu hừ hừ rời đi, mà Vương Ngọc nhìn bóng dáng của Hà Duyệt thêm một lần rồi cũng bỏ đi. Chu Tử Hoa thấy Vương Ngọc cùng Diệp Cốc Dịch đều đi rồi mới hướng tới bên cạnh Hà Duyệt cùng đi về Xích Nguyệt Điện. Hà Duyệt nhìn thấy bóng người đến là Chu Tử Hoa, mặt mang nụ cười kêu, Tử Hoa. Duyệt quân không cần để ý tuệ thần bọn họ. Tử Hoa, ta không có việc gì, Hoàng thượng tuyên ai thị tẩm là việc của người, cùng ta thì có cái quan hệ gì. Chỉ bằng lời nói này, Chu Tử Hoa liền không sơ rằng Hà Duyệt không có việc gì, thở dài lôi kéo tay Hà Duyệt, chúng ta đi tiền viện dạo một chút. Hà Duyệt vốn định không đi, rốt cuộc hắn xác định vì chuyện này sinh khí nhưng lại không muốn cự tuyệt Chu Tử Hoa, chỉ có thể gật đầu cùng Chu Tử Hoa đi ra tiền viện. Nói tiền viện, cũng chỉ là cái sân trước của Xích Nguyệt Điện, hai người trầm mặc một hồi, CTHG mới mở miệng nói, Duyệt quân, ngươi cũng biết quá khứ cửa Du Quý Khanh cùng Hoàng thượng. Hà Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Chu Tử Hoa. Chu Tử Hoa cười nhạt nói, Du Quý Khanh là sau khi Hoàng thượng đăng cơ một năm thì tiến cung, cùng hắn tiến cung còn có Đức Phi và Hoa Thần, còn ta chỉ tiến cung được 3 năm trước, biết không nhiều lắm nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt vẫn rõ ràng. Hà Duyệt dừng lại bước chân, Chu Tử Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, trong 4 năm này, Hoàng thượng vẫn không ít lần hỏi thăm tình hình Du Quý Khanh, thẳng đến trước đó không lâu ngươi tiến cung mới. Hà Duyệt mặt vô biểu tình, Chu Tử Hoa tiếp tục nói, kỳ thật, Hoàng thượng đối với Du Quý Khanh vẫn luôn băn khoăn. Băn khoăn. Chu Tử Hoa gật gật đầu, chậm rãi nói ra quá khứ của Triệu Du cùng Lãnh Diệp Hiên. Hà Duyệt thực nghiêm túc nghe, đương nhiên sắc mặt cũng trở nên không được tốt. Ngay cả khi Chu Tử Hoa rời đi rồi Hà Duyệt cũng chẳng chuyển biến gì. 2 năm trước tại Thiên Vũ Trương, ngay lúc đó Triệu Du còn là một trung thị múa đẹp mà được Lãnh Diệp Hiên yêu thích. Mà cũng ngay lúc đó Trần Vĩ Trần Khanh vì Triệu Du được yêu thích mà ghi hận, tại Hòa Hương Viên tụ hội lần 3 hạ độc Triệu Du. Vốn dĩ ly rượu kia hẳn là mang đến cho Triệu Du, lại không ngờ trên đường mang tới lại xảy ra sai sót, ly rượu này lại mang lên bản Lãnh Diệp Hiên. Mà cũng không biết tại sao Triệu Du biết được Trần Khanh muốn ám hại mình liền tự ý đoạt lại ly rượu uống cạn, chúng độc hột máu làm Lãnh Diệp Hiên phẫn nộ, không lâu sau cha ra là Trần Vĩ làm liền mang đi xử chết, mà Lãnh Diệp Hiên vẫn còn đối với chuyện này băn khoăn. Hà Duyệt cười khổ không biết nói như thế nào về chuyện này, chỉ có thể đem buồn khổ để trong lòng, sau đó ở ngốc trong Xích Nguyệt Điện không đi nơi nào cả. Thẳng cho đến buổi chiều ngày hôm sau Hà Duyệt mới cho Thải Hà đi dò la thử Hoàng thượng ngay hôm nay đi đâu. Thải Hà rồi rắm nửa ngày cuối cùng nói toạt ra 3 chữ Tử Di Điện, quyển sách trên tay Hà Duyệt rơi xuống. Chủ tử. Hà Duyệt phất tay, không sao, Thải Hà, bản quân mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Sau khi Thải Hà rời đi tâm tình buồn bực không ngủ được mà Hà Duyệt lại một đêm không lời ngủ thẳng đến sáng. Hôm sau đi thỉnh an lại nghe Vương Ngọc trào phúng, liên tiếp 3 ngày, 3 ngày đều là Triệu Du thị tẩm Lãnh Diệp Hiên, Hà Duyệt không biết nên nói cái gì, đối với Chu Tử Hoa chỉ cười nhạt cho qua, hồi cung lại gặp Tôn Đạo Toàn. Tôn Đạo Toàn tung ta tung tăng cấp Hà Duyệt thỉnh an, nô tài cấp Duyệt Khanh chủ tử thỉnh an. Miễn lễ. Tôn Đạo Toàn ngẩng đầu hướng Hà Duyệt nói, Duyệt Khanh chủ tử, Hoàng thượng có chỉ. Tuyên chủ tử nhập Long Thần Điện. Thải Hà nghe thấy vậy liền cao hứng, Hoàng thượng vẫn là không quên chủ tử các nàng, bất quá Hà Duyệt lại bất mãn, mẹ nó, kêu lão tử đi lão tử liền phải đi cho nhà ngươi, lão tử không đi đấy. Vì thế Hà Duyệt lạnh mặt nói, Tôn công công, ngươi về nói với Hoàng thượng bản quân thân thể không khỏe, vô pháp hầu hạ người. Tôn Đạo Toàn cùng Thải Hà khiếp sợ nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt vẻ mặt lạnh băng rời đi làm Tôn Đạo Toàn há hốc mồm, đây là thánh chỉ a, có thể cự tuyệt.
Tôn Đạo Toàn kinh hồn tán đản chạy nhanh trở về Long Thần Điện nói lại cho Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên lần đầu nghe xong cũng cả kinh, theo sao ý vị thâm trường cười cười. Tôn Đạo Toàn sợ tới mức cho rằng xong đời, cả người đầy mồ hôi lạnh. Tôn Đạo Toàn, bãi giá đi Tử Di Điện. Tôn Đạo Toàn hoàn toàn không hiểu Lãnh Diệp Hiên là đang chơi đùa cái gì, như thế nào lại đi Tử Di Điện, chẳng lẽ Hoàng thượng không thích Duyệt Khanh. Tôn Đạo Toàn dùng mình một cái, chạy nhanh cùng Lãnh Diệp Hiên rời khỏi Long Thần Điện đi Tử Di Điện. Mà lúc này trong Tử Di Điện, Triệu Du ý cười nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt hoàn toàn không hiểu dụng ý Triệu Du, có chút không cao hứng hỏi, không biết Du Quý Khanh gọi Hà Duyệt đến là có chuyện gì. Triệu Du cười khẽ, Duyệt quân chính là buồn bực ta. Hà Duyệt không dám. Từ khẩu khí này còn nói là không buồn bực, Triệu Du cười lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn Hà Duyệt nói, hôm nay muốn gặp ngươi là có chuyện muốn nói. Hà Duyệt chớp chớp mắt, không quá minh bạch nhìn Triệu Du. Triệu Du cười nhạt nói, hôm nay người bên Lâm Hoa Điện truyền tin tới nói Mộ Dung Trung Thị đã khỏi hẳn. Nghe thấy Mộ Dung Bách, Hà Duyệt mới nhớ ra vì chuyện của hai người Lãnh Diệp Hiên cùng Triệu Du mà quên bắn đi chuyện của Mộ Dung Bách. Hiện tại nhớ tới mới nhận ra chính mình mấy ngày nay cũng không tới thăm hỏi lần nào mà tự trách. Hà Duyệt thở dài bị Triệu Du nghe vào tai, cười cười tiếp tục nói, hôm qua Mộ Dung Trung Thị đến thăm ta, còn bàn đến ngươi. Nói ngươi ngày thường hay đến chiếu cố hắn, còn đưa cho hắn một túi tiền, còn nói lần trước là hắn sợ ý làm suýt nữa để tiểu nhân đạt được mục đích, cũng may cuối cùng cũng tìm ra chân tướng, bằng không hắn có chết trăm lần cũng không tha thứ cho bản thân. Hà Duyệt nghe xong Triệu Du nói, cười nhạt đáp, này cũng không phải hắn sai. Đúng vậy, chuyện này hắn cũng là người bị hại. Thật sự trách tội chỉ có thể trách cái hậu cung lãnh huyết vô tình này. Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Triệu Du thoát ra làm Hà Duyệt có chút kinh dị, nhưng nhớ tới những chuyện Triệu Du đã trải qua, Hà Duyệt cũng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Triệu Du cảm thấy không khí cuộc trò chuyện đi xuống liền chuyển sang đề tài khác. Tử Hy thực đáng yêu, thiện lương như hắn căn bản không thích hợp tham gia cuộc chiến hậu cung này, Duyệt quân về sau nên chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Chiếu cố, Du quân nói lời này là có ý gì? Nói chiếu cố, hắn đương nhiên sẽ chiếu cố, nhưng lời này thoát ra từ miệng Triệu Du lại rất kỳ quái. Triệu Du đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Hà Duyệt, bình tĩnh hỏi, Duyệt quân, ngươi yêu Hoàng thượng không? Hà Duyệt kinh dị, nhưng thực mau bình tĩnh nghiêm túc trả lời, ta yêu hắn. Hà Duyệt không cho Triệu Du cơ hội trả lời, tiếp tục nói, Du quân, ta không muốn dối gạt ngươi, vốn dĩ lần trước liền muốn nói nhưng... Kỳ thật Du quân ngươi cũng đã hiểu đúng không? Triệu Du sửng sốt một chút, ngay sau đó cong môi cười nhạt, Duyệt quân, yêu thiên tử rất thống khổ. Điểm này Hà Duyệt làm sao không biết, nhưng ai bảo tên hỗn đản kia làm đảo loạn trái tim lão tử rồi, rõ ràng đang thích nữ nhân lại mang cúc hoa ném đi, nhưng Hà Duyệt tự nhận là mình chưa từng hối hận, trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói hiện đại rất thâm tình, yêu một người, một lần. Một kiếp này là đủ rồi. Triệu Du kinh ngạc, nụ cười chua xót chợt lóe qua bên miệng, thực nhanh sắc mặt bình tĩnh nói, Duyệt quân, ta muốn xuất cung. Duyệt quân, ta muốn xuất cung. Hà Duyệt kinh dị, xuất cung? Vì cái gì phải xuất cung, không phải vừa về chưa đến một tháng sao? Triệu Du cười nhạt nói, mấy hôm nay Hoàng thượng tới Tử Du Điện cũng chính vì muốn khuyên bảo ta. Khuyên bảo? Hà Duyệt không hiểu, nhưng lát sau Hà Duyệt liền minh bạch, Lãnh Diệp Hiên cùng Triệu Du không có. Ngươi cùng Hoàng thượng. Triệu Du cong miệng cười khẽ, a, Duyệt quân. Hoàng thượng đối với ngươi vô vàn sủng ái, không phải có thể tới cung điện khác dễ dàng như vậy. Nhớ tới tình cảnh mấy đêm trước, Triệu Du vẫn không nhìn được nổi lên yêu thương nhàn nhạt, nói, Duyệt quân, ta cùng Hoàng thượng cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi cứ yên tâm. Hà Duyệt bĩu môi không nói gì, Triệu Du tiếp tục nói, Hoàng thượng giảng giải cho ta biết thân thể ta sẽ không chỉ vì tử kim đan mà hoàn toàn khôi phục, còn phải đi tử mạch quốc trị liệu, Hoàng thượng nói sẽ giúp ta an bài thật tốt. Kỳ thật khi Triệu Du nghe Lãnh Diệp Hiên nói mình rời đi, chỉ có đau lòng không có kinh ngạc, hắn kỳ thật biết Lãnh Diệp Hiên sở dĩ triệu hắn vào cung chính là trị liệu cho hắn,
hiện tại nhờ có Tử Kim Đan mà thân thể đã khá hơn rất nhiều, nhưng hắn biết sớm hay muộn Lãnh Diệp Hiên sẽ mở miệng kêu hắn rời đi, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy thôi. Hà Duyệt không rõ ràng lắm Lãnh Diệp Hiên cùng Triệu Du đã nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình bi thương của đối phương xem ra chuyện này đã định, Lãnh Diệp Hiên đây là muốn chém đoạn dĩ vãng sao? Duyệt quân, ngươi cũng biết ta yêu Hoàng thượng. Hà Duyệt trầm mặc. Triệu Du tiếp tục nói, ta hướng Hoàng thượng biểu lộ tâm chân tình nhưng người chỉ nói một câu. Triệu Du nhớ tới chuyện đêm qua, không đành lòng la trá rơi lệ, rõ ràng hắn vẫn luôn yêu người kia lại chờ đợi chỉ được một câu, chấm cả đời chỉ yêu Duyệt. Từng giọt lệ thực sự khiến người khác đau lòng, Hà Duyệt cũng không có mở miệng an ủi, như vậy chỉ càng thêm châm chọc tình cảm của Triệu Du mà thôi, cho nên chờ Triệu Du lau hết nước mắt, Hà Duyệt mới nói, thực xin lỗi. Triệu Du y inh ngạc sau đó cười khổ nói, Duyệt quân, ta muốn không phải lời xin lỗi của ngươi, mà là đáp án của ngươi. Đáp án? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ sau chỉ có thể âm thầm cúi đầu. Triệu Du tiến lên cầm tay Hà Duyệt, hai người đối diện nhau, Triệu Du ôn nhu nói, Duyệt quân, hậu cung là nơi thị phị, tuy ngươi vô tư nhưng cũng nhớ đề phòng. Hiện tại Tử Hy rất cần ngươi dìu dắt. Hà Duyệt gật gật đầu. Triệu Du tiếp tục nói, Diệp Cốc Dịch cung tưởng Di tâm tư quá lớn, sớm muộn Di cùng đối với ngươi ra tay, nên đề phòng cao độ. Diệp Cốc Dịch, dù sao từ lần chúng độc trước đã xé rách mặt từ lâu, Hà Duyệt nhưng thật ra không sợ, nhưng đến tưởng Di âm hiểm, Hà Duyệt thực ra có chút e ngại, nữ nhân này tâm tư phỏng chừng so với Đức Phi còn thâm độc hơn. Nghĩ đến hậu cung này nhiều người đều là địch nhân của hắn, Hà Duyệt liền phiền lòng, thở dài than trời không ngừng. Ta sẽ cẩn thận. Triệu Du vừa lòng gật đầu, lại lải nhải vài câu sau đó để Hà Duyệt rời đi. Nhìn Tử Di điện huy hoàng kia, tâm tình Hà Duyệt thực buồn bực. Thế nên lúc ở Dự Thạch Viên gặp được Lãnh Diệp Hiên sắc mặt cũng chẳng tốt lên tí nào. Hà Duyệt thực lãnh đạm hướng Lãnh Diệp Hiên hành lễ, sau đó phủi tay áo rời đi làm Tôn Đạo Toàn. Thải Hà cùng mấy cung nữ sợ tới mức kinh hồn tán đảng. Mà Lãnh Diệp Hiên chỉ khẽ cười rồi bám theo Hà Duyệt về Xích Nguyệt Điện, cùng tiến vào nội điện rồi ôm người kia vào trong ngực. Hoàng thượng, thần thị không thoải mái, thỉnh Hoàng thượng buông tay. Không thoải mái, tuyên ngự y đến xem. Hà Duyệt duỗi tay ngăn Lãnh Diệp Hiên lại, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, dùng ánh mắt nói ngươi đây là thực không hiểu hay giả bộ không hiểu dây. Lãnh Diệp Hiên vẫn thực bình tĩnh, biểu tình không lộ ra một tia xin lỗi, chọc cho Hà Duyệt nhìn không được đẩy đối phương ra, nói, Hoàng thượng, thần thì muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Lãnh Diệp Hiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngay sau đó ý vị thâm trường cười cười, đi đến bên người Hà Duyệt, lại một lần nữa ôm vào ngực, Duyệt là còn giận ta đi. Thần thị có gan to bằng trời cũng không dám buồn bực Hoàng thượng. Lãnh Diệp Hiên duỗi tay nhéo nhéo cái mũi Hà Duyệt, thực sự không sinh khí. Bang! Hà Duyệt quay đầu hừ một tiếng, Lãnh Diệp Hiên cười lại gần sát Hà Duyệt. Hà Duyệt cảm giác được đối phương có ý đồ gây rối, lập tức hô, ngươi, ngươi làm cái gì? Ái thị chính là mệt mỏi, chấm đành hậu hạ ái thị nghỉ ngơi vậy. Hậu hạ nghỉ ngơi, quỷ mới tin ngươi. Uy, ta nói cho ngươi biết, hiện tại là ban ngày ban mặt, ngươi làm như vậy, ngô. Kháo! Lão tử lời còn chưa nói xong liền bá đạo thượng lên, thao, mẹ nó, tay để chỗ nào đó, lão tử không cần ném cúc hoa ban ngày ban mặt đâu. Nhưng Hà Duyệt trung quy cũng không có phản kháng Lãnh Diệp Hiên, ban ngày tuyên dâm, thế giới này quá sờ su đi. Ba ngày sau, Triệu Du phụng chỉ ra cung chữa bệnh, hậu cung một mảnh ồn ào, đố kỵ, vui vẻ, bình tĩnh, vô luận là ở đông khu hay tây khu đều náo nhiệt phi phàm. Mà Hà Duyệt là người biết rõ chân tướng sự việc, chỉ thở dài thật mạnh một tiếng liền trầm mặc nghe mấy lời trào phúng. Đức Phi Tử Tuệ từ lúc Triệu Du rời cung trên mặt vẫn luôn treo nụ cười, bởi vì nàng biết người kia đi rồi đối với nàng chỉ có lợi chứ chẳng có hại, vẫn luôn chờ đợi có một ngày đến Tây Khu Hạ Hà Điện của nàng. Nhưng Triệu Du rời cung cho đến nay đã mấy ngày, Hoàng thượng trừ bỏ một lần đi cung điện của Thục Phi Thượng Uyển Như ra còn lại đều ở Đông Khu. Mà lui tới nhiều nhất chính là Xích Nguyệt Điện kia. Phanh! Tử Tuệ nổi giận chụp bát trà trên tay ném xuống sàn. Đều cùng bản cung đối nghịch,
một đám đều là hồ ly tinh. Nương nương người bất giận, những người không hiểu chuyện kia sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Nương nương người là đức phi đức cao vọng trọng của Tây Khu, mấy kẻ hèn như Thục Phi, một cái nam thị, còn không phải đều thua người hay sao? Tử Tuệ nghe xong lời Diêu Đức nói, quả nhiên hỏa khí tiêu tán không ít, bất quá trong mắt vẫn dư lại một mảnh hận ý. Ngươi nói rất đúng, bản cung không đáng vì một đám tiện nhân sinh khí. Nương nương nói chí phải, nương nương, mẫu đơn hội sắp đến, người xem. Tử Tuệ liếc nhìn Diêu Đức một cái, khóe miệng gợi lên một ý cười tà tà, bộ dáng giả hoạt kết hợp cùng kiểu cười âm hiểm của Diêu Đức, hà hà điện to như vậy tràn ngập âm mưu. Mà đương sự Hà Duyệt vẫn đang an tĩnh ngốc ở cung điện của mình luyện chữ. Chủ tử, Tử Ngọc mới làm băng lương cao, chủ tử muốn nếm thử hay không? Hà Duyệt buông bút lông, rất có hứng thú nhìn về đĩa điểm tâm màu trắng trên bàn, duỗi tay cầm một khối bỏ vào miệng, ngọt mà không ngấy, cho vào miệng liền mát lạnh, khó trách mấy món ăn cờ ác đình ở hiện đại lại có giá trị liên thành như vậy, đáng giá. Ăn ngon, còn không, mang đi cho hoàng thượng một phần. Thải Hà che miệng cười trộm, chủ tử, người sao không tự mình đi đưa? Hà Duyệt nhìn Thải Hà, bĩu môi, Thải Hà ngươi học xấu rồi. Nô tỳ không dám. Hà Duyệt đối với tâm tư Thải Hà sao lại không biết, lắc đầu cầm lấy một khối băng lương cao tiếp tục ăn, ăn xong lại uống một ngụm trà mới nói, hoàng thượng quốc sự bận rộn, ta không cần đi quấy rầy hắn. Đúng rồi, Thải Hà, ngày mai có hoạt động gì không? Hoạt động? Hà Duyệt ha hả một tiếng, nhanh chóng sửa lại, ân, chính là yến hội linh tinh gì đó. Mẹ nó, sao lại quên mất đây là cổ đại chứ? Thải Hà bừng tỉnh đại ngộ, chủ tử, ngày mai ở Hòa Hương Viên sẽ có mẫu đơn hội. Mẫu đơn hội? Thải Hà gật đầu, chủ tử, lần mẫu đơn hội này Thái Hậu cũng sẽ tham gia. Thái Hậu? Hà Duyệt đối với vị Lữ Thái Hậu này cũng chỉ gặp qua một lần ở Thiên Vũ Trương, nói thật ra là nhìn lão bà này không biết là tốt hay xấu nữa, nhưng Hà Duyệt cũng không ngốc. Tại hậu cung này hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe vài tiếng gió, về Lữ Thái Hậu cùng Lãnh Diệp Hiên cũng không ít mấy lời đồn đãi vớ vẩn. Mặc kệ như thế nào, ngày hôm sau Hà Duyệt vẫn đi Hòa Hương Viên, nào ngờ vừa mới bước vào đã vẻ mặt không cao hứng của Đức Phi Tử Tuệ, còn chưa thỉnh an, Đức Phi đã đi trước một bước mắng, Duyệt Khanh thật đúng là không đem Thái Hậu để vào mắt. Hà Duyệt không hiểu, như thế nào lại xả trên đầu Thái Hậu rồi? Hà Duyệt còn chưa có phản bác gì, Liễu Lam Nhi bên cạnh đã thêm mắm thêm muối vào, cũng không phải như vậy, tỷ tỷ, người cũng không phải không biết. Gần đây Duyệt Khanh của chúng ta rất được Hoàng thượng sủng ái sao, đương nhiên là có quyền lợi có thể làm lơ tỷ tỷ rồi, càng đừng nói là Thái Hậu. Hiền Phi, ngươi nói lời này chính là không để Hoàng thượng vào mắt. Thượng Uyển như một bộ lãnh đạm nói làm Liễu Lam Nhi không dám hé răng, nhưng Đức Phi lại không thích Thượng Uyển như, tức giận quát, Thục Phi muội muội lại quên mất bổn phận của mình, nơi này là hậu cung chi chủ chính là Thái Hậu trưởng quản, chẳng lẽ muội muội cho rằng Thái Hậu không có quyền trách phạt một nam thị nho nhỏ hay sao? Hà Duyệt không rõ ràng lắm Tử Tuệ có ý gì, gần đây hậu cung đồn đãi cái gì không phải là hắn không biết. Thượng Quan Tuyết đều không cho hắn sắc mặt tốt, huống chi là Tử Tuệ vẫn luôn căm ghét mình. Hà Duyệt chỉ có thể thở dài trong lòng về vận mệnh bản thân, số mình sao lại sống ở cái nơi rắc rối này cơ chứ. Lữ Thái Hậu từ lúc Hà Duyệt tiến vào Hòa Hương Viên đã chú ý tới, nhìn bộ dáng Hà Duyệt bình tĩnh tự nhiên ứng đối, Lữ Thái Hậu liền không đành lòng nhớ tới người nào đó, nghe Đức Phi nói vậy càng không vui, một tiếng giận hét lên, được rồi, đều câm miệng hết cho bản cung. Hà Duyệt nhìn thoáng qua gương mặt trang điểm kỹ càng của Lữ Thái Hậu, đối phương tức giận nhất định là hướng chính mình bất mãn, nội tâm cảm thán, đồng thời chỉ có thể tiến lên thỉnh an hành lễ, thần thị không biết mình sai ở đâu, thỉnh Thái Hậu tha tội. Duyệt Khanh, bản cung xưa nay không nhúng tay vào chuyện hậu cung, cũng vì bản cung tin tưởng Hoa Thần cùng Đức Phi có thể làm việc quản lý tốt. Tử Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết mặt mang tươi cười nhưng trong lòng lại hận không thể làm đối phương chết đi, cũng chính bởi vì đối phương mà làm hại nàng và hắn không thể thượng vị.
Lữ Thái Hậu liếc nhìn Hà Duyệt một cái, nhìn Hà Duyệt cúi đầu lắng nghe cũng bình ổn không ít tức giận, nhưng lời nói ra vẫn thực nặng nề. Gần đây bản cung nghe không ít lời đồn hậu cung. Duyệt Khan nở hờ, ngươi tuy được hoàng thượng sủng ái nhưng cũng nên biết một vừa hai phải thôi, bản cung tin ngươi cũng sẽ không được sủng mà kiêu. Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, thần thị tất nhiên giữ nghiêm bổn phận. Lữ Thái Hậu nhướng mày nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt cúi đầu không nói, Từ Tuệ nắm chặt nắm tay, ánh mắt kia giống như thật hận không thể tiến lên hướng Hà Duyệt vài tát tai. Mặc khác các phi thị bên cạnh không hiểu câu chuyện nhưng cũng nhận thấy Hà Duyệt trả lời rất đúng mực. Giữ nghiêm bổn phận, không sai, Hà Duyệt vẫn luôn cẩn thận ngôn từ. Tại hậu cung này trừ bỏ những phi thị không thích Hà Duyệt tung ra tin đồn không xuôi tai ra, đại đa số vẫn nói Hà Duyệt tốt, cũng nói tới điểm Hà Duyệt được hoàng thượng sủng ái, ngươi có thể thay đổi suy nghĩ của người. Chu Di cửu tộc cũng không hơn mấy đâu. Lữ Thái Hậu cũng biết không thể một tát mà chụp chết Hà Duyệt, chỉ có thể tâm tồn bất mãn nói, bản cung tin ngươi có thể làm gương cho chư vị phi thị ở đây, được rồi, hôm nay ngươi liền ở Hòa Hương Viên này quỳ nửa canh giờ xem như khiển trách nho nhỏ. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Lữ Thái Hậu, thái độ đối phương căn bản là vô phương nói lý, chỉ có thể mắng chửi trong lòng rồi ra quỳ một góc ở Hoa Viên thôi. Vô duyên vô cớ bị phạt quỳ nói cái gì cũng không nghĩ ra. Tiêu Sở Nhiên vốn định mở miệng cầu tình lại bị Chu Tử Hoa ra mặt ngăn cản, kết quả cũng làm Tiêu Sở Nhiên bình tĩnh lại, nhưng tận sâu đáy lòng đối với việc Lữ Thái Hậu làm càng thêm bất mãn. Sau đó mẫu đơn hội vẫn theo lễ thường thực hiện, một giờ sau khi quỳ Hà Duyệt đứng dậy liền nghe được một câu chào phúng. Hà Duyệt, nếu ta là ngươi nhất định sẽ tự nhốt mình ở cung điện, vĩnh viễn cũng không ra ngoài. Hà Duyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, liếc đối phương một cái sau đó xem thường làm lơ đối với Thải Hà nói, hồi cung. Thải Hà gật gật đầu, duỗi tay nâng Hà Duyệt dậy, chủ tử người không sao chứ? Không sao. Hà Duyệt phất tay. Diệp Cốc Dịch bị làm lơ kết quả phẫn nộ cho nô tỳ bên cạnh mình một cái tát, nói, Hà Duyệt, ngươi nhớ đó cho bản quân, nhất định ta sẽ không cho ngươi sống yên đâu. Hà Duyệt bị Lữ Thái Hậu phạt quỳ ở mẫu đơn hội thật nhanh đã truyền đến tai Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tôn Đạo Toàn bên cạnh kinh hồn tán đản hầu hạ, bây giờ mà không cẩn thận là đầu chuyển nhà luôn a. Một tiểu công công đi tới quỳ trên mặt đất, nói, khởi bẩm hoàng thượng, tả tướng yết kiến. Tuyên. Tiêu Sở Nhiên vội vã đi vào ngự thư phòng. Hướng Lãnh Diệp Hiên đang phê duyệt tấu chương nói, bẩm hoàng thượng, Lâm An đã xảy ra chuyện. Lãnh Diệp Hiên dừng bút, mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Sở Nhiên, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Hồi hoàng thượng, thần vừa mới nhận được bổ câu đưa thư, Lâm An lũ lụt nặng nề, ôn dịch hung hăng ngang ngược, bá tánh trôi giạt khắp nơi, mà theo thần thăm dò thì mang thành lại mấy tháng không mưa, lương thực nước uống đã cạn kiệt. Phanh. Toàn bộ nô tài cung nữ trong ngự thư phòng đều quỳ rạp trên mặt đất, Tiêu Sở Nhiên cũng vội va quỳ xuống. Lãnh Diệp Hiên đầy người tức giận, hơi thở băng lạnh làm Tôn Đạo Toàn bên cạnh sợ tới mức toàn thân run rẩy. Mấy tháng? Ha ha, mấy tháng chưa mưa, lâu như vậy tại sao vẫn chưa ai hồi báo cho trẫm? Không ai lên tiếng, Tiêu Sở Nhiên cũng không biết có nên nói hay không. Minh quân Lãnh Diệp Hiên bình tĩnh hỏi, Sở Nhiên, chấm nhớ lũ lụt Lâm An đã qua, vì sao bá tánh vẫn trôi giạt khắp nơi, bà cứu trợ đâu? Tiêu Sở Nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệp Hiên, ngay sau đó cúi đầu thở dài chắp tay. Theo như thần được biết, tiền cứu tế không có tới Lâm An, nghe đồn là bị sơn tặc cướp. Phanh! Lần này không những ly trà mà cả một bàn tấu chương đều bị Lãnh Diệp Hiên ném đi, hơn nữa còn giận dữ hét, mang quan viên phụ trách việc Lâm An toàn bộ bắt tới ngự thư phòng cho trẫm. Nô tài tuân chỉ. Tôn Đạo Toàn lãnh chỉ sau đó luống cuống tay chân đào tẩu khỏi ngự thư phòng. Tôn Đạo Toàn đi rồi, Lãnh Diệp Hiên cũng không có nguôi giận, nhưng đối mặt với Tiêu Sở Nhiên, Lãnh Diệp Hiên vẫn áp chế sát khí quanh thân xuống, ôn hòa hỏi, Sở Nhiên, chuyện Lâm An cùng mang thành ngươi còn biết gì không? Thần còn biết một chút. Nói nghe một chút.
thần cho rằng tai ương Lâm An tuyệt không ngẫu nhiên, bạc cứu trợ là triều đình phái người hộ tống, nói sơn tặc đánh cướp theo thần thấy là chuyện vô căn cứ. Tiêu Sở Nhiên nhìn thoáng qua gương mặt vô biểu tình của Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục nói, Hoàng thượng, tai ương Mang Thành thần biết không nhiều lắm, nhưng thần biết, Mang Thành một năm ít mưa, lương thực khan hiếm nhưng mấy tháng không mưa quả thật là hiếm, và lại chuyện khủng hoảng lương thực sẽ xảy ra. Ý ngươi là, Hoàng thượng, quốc gia tuyệt không thể có nịnh thần, khẩn cầu Hoàng thượng nghiêm tra nghiêm trị chuyện này. Lãnh Diệc Hiên làm sao không muốn khiển trách mấy quan tham, nhưng Sở Nhiên, chấm làm sao không muốn xử lý cái đám thần thâm quan nịnh đó, nhưng Sở Nhiên à, quốc gia ta mặc kệ là binh lực hay là lương thực đều so với Thanh Loan quốc yếu hơn, nếu lúc này đem đám gian thần đó xử quyết, rất có thể để cho Thanh Loan quốc nhân hệ thống cai trị nước ta lỏng lẻo mà khởi binh gây chiến, chấm không muốn con dân Huyền Minh quốc rơi vào chiến hỏa, cửa nát nhà tan. Thiên địa văn vật đều phải chú ý âm dương cân bằng, huống chi là đạo trị quốc, Sở Nhiên, việc này không gấp được. Lãnh Vân Diệu bước vào ngự thư phòng lẩm bẩm nói. Tiêu Sở Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, làm đến nơi đến chốn, từng bước một thay đổi mới có thể ổn định, nhưng Tiêu Sở Nhiên thật sự rất hận, cầm bạc cứu trợ bá tánh muôn dân làm sằng làm bậy, thật sự táng tận lương tâm. Lãnh Vân Diệu thấy Tiêu Sở Nhiên bất mãn, chỉ có thể thở dài nói sang chuyện khác. Hoàng thượng, thần cho rằng việc này tuy băn khoăn đại cục nhưng cũng không thể chịu đựng đám tiểu nhân. Muốn mượn đao giết người làm đám cẩu quan kia biết muốn hưởng lạc cũng không dễ dàng. Mắt Lãnh Diệc Hiên đã phóng sát khí, chấm tuyệt không chịu đựng tiểu nhân tồn tại, sớm hay muôn cũng cho chúng đầu lìa khỏi cổ. Lãnh Vân Diệu vỗ vỗ bả vai Tiêu Sở Nhiên. Tiêu Sở Nhiên vẫn luôn rõ ràng Lãnh Diệc Hiên là người thế nào, liền đem phẫn nộ trong lòng hóa giải không ít. Ngay sau đó cùng Lãnh Vân Diệu, Lãnh Diệc Hiên bàn luận cách giải quyết vấn đề nhưng kết quả thực hiển nhiên là không quá như ý. Hoàng thượng không ngại hỏi Duyệt Khanh thử xem. Lãnh Vân Diệu gợi lên ý cười nhàn nhạt. Tiêu Sở Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lần đầu tiên cảm thấy Lãnh Vân Diệu động đầu óc, cao hứng nói, Hoàng thượng, Vân Vương nói rất đúng. Thần cho rằng việc này có thể hỏi Duyệt Khanh. Hà Duyệt giải thích, tài học mấy người bọn họ cũng từng lĩnh hội qua nhưng Lãnh Diệc Hiên vẫn không muốn Hà Duyệt vì chuyện trên triều mà nhọc lòng. Chuyện này chấm sẽ suy xét. Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên trầm mặc không nói, bọn họ rõ ràng Lãnh Diệc Hiên vẫn sẽ hỏi ý kiến Hà Duyệt. Hơn nữa mấy hôm nay làm ầm ĩ một phen hiện tại khẳng định đã chuyển tới hậu cung, không cần mở miệng thì ắt Hà Duyệt cũng sẽ động thủ. Kỳ thật ý tưởng của Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên rất chính xác, lúc này Hà Duyệt đang ở Xích Nguyệt Điện bất mãn về chuyện bị phạt thì nghe tin Hoàng thượng nổi hỏa, phái người đi tìm hiểu, mới biết được Lâm An cùng Mang Thành đồng thời phát sinh thiên tai, Hoàng thượng giận tím mặt, đem toàn bộ quan lại liên quan bắt lại chuẩn bị chém đầu. Thiên tai đợt này rất nghiêm trọng sao? Thải Hà gật đầu thật mạnh, nô tỳ nghe nói Lâm An gặp tai ương nghiêm trọng, triều đình phát bạc xuống nhưng qua mấy ngày đường liền bị sơn tặc cướp phá, bạc chưa đến ngược lại làm nạn dân lưu lạc khắp nơi, ôn dịch tàn sát bừa bãi. Hơn nữa nô tỳ còn nghe nói Mang Thành đã chết rất nhiều người. Đã chết thật nhiều người. Hà Duyệt kinh ngạc. Thải Hà gật đầu. Nghe nói Mang Thành mấy tháng không mưa, lương thực không có để thu hoạch, triều đình phát lương xuống dưới nhưng chưa tới Mang Thành đã bị chia cắt. Mà lương thực bản địa của Mang Thành đã bị bọn giàu có lũng đoạn, bằng không chính là nâng giá thóc gạo lên cao, và lại có nhiều nhà giàu có còn khó khăn chứ nói chi là dân chúng. Cái gì? Hà Duyệt vỗ bàn thật mạnh, mặc kệ ở đâu triều đình đều có người tham ô nhưng so sánh với thời kỳ khoa học hiện đại, vấn đề của thời cổ đại nghiêm trọng hơn nhiều, rốt cuộc thì giao thông không có phương tiện nhanh chóng, tin tức biết được khá chậm, hơn nữa đối với những quan viên giả hoạt cố ý che giấu. Hoàng thượng rất khó nắm được tình hình kịp thời. Chủ tử người cũng đừng buồn bực, Hoàng thượng khẳng định sẽ nghiêm túc khắc phục chuyện này. Thải Hà, ngươi qua ngây thơ rồi. Thải Hà không hiểu, Hà Duyệt thở dài, hắn là người hiện đại tư duy khó tránh cao hơn cổ nhân, ở thế kỷ 21, vấn đề nghiêm trọng, các lãnh đạo quốc gia sẽ nghiêm trị, thực nhanh khống chế những lão hổ ham ăn, nhưng mà cổ đại. Chủ tử, người có biện pháp gì không? Biện pháp?
đương nhiên chính là nghiêm trị, bất quá đây không phải là thế kỷ 21, liền tính là thế kỷ 21 đi, cũng không có khả năng một tát chụp chết hết được, như vậy chỉ sợ làm quốc gia rung chuyển. Nếu không muốn quốc gia rung chuyển chỉ có thể từng bước đi tới nhưng cũng không thể cái gì cũng không làm. Hơn nữa luận hiện tại xử lý đám tham quan này kia không quan trọng, quan trọng chính là an lòng dân chúng. Hoàng thượng bên kia có nói sẽ giải quyết thế nào không? Thải Hà lắc đầu, nô tỳ chỉ nghe nói hoàng thượng hạ lệnh xử quyết không ít người, nhưng biện pháp giải quyết lại chưa có. Tôn công công nói hoàng thượng cho Tiêu đại nhân xử lý việc này. Tiêu Sở Nhiên, sao lại để cá nhân đơn lẻ làm việc? Tiêu Sở Nhiên tuy rằng có bối cảnh, còn có Vân Vương, Lãnh Diệc Hiên chống lưng nhưng nếu xử lý không tốt cũng không tránh khỏi việc bị không ít phiền toái. Hoàng thượng cũng lâm vào tình huống khó xử. Khi Hà Duyệt tự hỏi chuyện này nên xử lý thế nào, Thải Hà nói Lữ Thái Hậu muốn tế thiên cầu phúc, Hà Duyệt châm chọc cười, loại chuyện không khoa học cũng quá nhiều đi, chẳng trách sao cổ đại chỉ có thể có văn nhân mục sĩ. Thải Hà, ngươi phân phó xuống dưới, không cho bất luận kẻ nào bàn luận chuyện này, quốc gia đại sự sao có thể để đám người hậu cung không biết gì vào nghị luật, tuy Nam Thị có thể cho ý kiến nhưng Hoàng thượng cho phép mới có thể, nếu lén lút nghị sự khó bảo toàn các ngươi không bị lợi dụng đến mất mạng. Thải Hà bị một lời nói của Hà Duyệt làm bừng tỉnh, vội vàng gật đầu nói, nô tỳ liền đi phân phó. Thải Hà ra cửa, Tử Ngọc liền tiến vào nội điện, chủ tử, Tôn công công phái người truyền lời tối nay hoàng thượng sẽ đến. Hà Duyệt kinh dị một chút, ngay sau đó gật đầu nói, Tử Ngọc, bữa tối hầm canh sâm. Tử Ngọc cười nói, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị. Giờ dậu, Lãnh Diệc Hiên đi tới Xích Nguyệt Điện, gương mặt đầy mệt mỏi làm Hà Duyệt nhìn không được lo lắng. Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ôm Hà Duyệt vào trong lòng. Duyệt hôm nay chính là bị ủy khuất. Ủy khuất, Hà Duyệt trầm mặc một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta không có việc gì, cũng không phải là chưa quỳ qua. Lãnh Diệc Hiên minh bạch lời nói của Hà Duyệt, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, khẩu khí uy nghiêm nói, chuyện của Thái Hậu ngươi không cần đi quản, nàng sẽ không dám làm cái gì với ngươi. Sẽ không đối với hắn làm cái gì. Hà Duyệt không hiểu ý tứ Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên chỉ là cười lạnh cũng không giải thích gì thêm. Hà Duyệt cũng không phải là bảo bảo hay tò mò, bĩu môi vươn tay lấy chén canh nhân sâm đặt trước mặt Lãnh Diệc Hiên. Đây là ta bảo Tử Ngọc ngao cho ngươi hai canh giờ, mau uống. Lãnh Diệc Hiên nhìn bát canh trước mặt, trêu ghẹo nói, chấm còn tưởng rằng Duyệt tự mình ngao. Hà Duyệt nhún vai, ta không có thời gian, được rồi, đừng nhiều lời, uống nhanh lên. Lãnh Diệc Hiên không thắng nổi cường thế của Hà Duyệt, ngoan ngoan bưng lên uống. Nhìn thấy chén canh nhân sâm đã vào bụng Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt mới vừa lòng gật gật đầu, tuyên bữa tối, cũng trong lúc dùng bữa mở miệng dò hỏi, nghe nói Lâm An cùng Mang Thành có chuyện. Lãnh Diệc Hiên thu hồi gương mặt tươi cười, ngược lại tơ hay vào bộ mặt tức giận. Hà Duyệt biết, Lãnh Diệc Hiên tức giận không phải là đối với chính mình mà là đối với đám nghịch thần tặc tử kia, thở dài vỗ vỗ mu bàn tay Lãnh Diệc Hiên, đừng vì đám người đó mà tổn hại thân thể. Lãnh Diệc Hiên cười cười, cầm tay Hà Duyệt tiếp tục dùng bữa tối. Hà Duyệt kinh ngạc, chẳng lẽ Lãnh Diệc Hiên không hỏi ý kiến của hắn, hay là Lãnh Diệc Hiên có cách rồi? Không đúng, có biện pháp ắt sẽ không sầu khổ như vậy. Diệc Hiên ngươi, Duyệt, mai chúng ta xuất cung đi. Xuất cung? Lãnh Diệc Hiên cười nói, ngươi không phải luôn muốn xuất cung sao? Vừa lúc, chấm đã lâu không đi thăm Thái Thị, ngày mai chấm cùng ngươi đi. Tuy rằng không rõ Lãnh Diệc Hiên có mục đích gì nhưng có thể xuất cung Hà Duyệt cũng thật cao hứng, gật đầu nói, được a, cuối cùng cũng có thể ra cung đi một chút. Kỳ thật Lãnh Diệc Hiên ra cung thứ nhất là đi thăm Ất Trì Thấm, thứ hai, hắn muốn xem thử Huyền Minh quốc to như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu vấn đề. Ánh mắt Lãnh Diệc Hiên phóng ra sát khí. Nghe Hà Duyệt nói thế giới bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp, Lãnh Diệc Hiên liền ghen tuông quá độ, bữa tối còn chưa xong đã một bước làm tới chuyện chính, chờ đến khi Hà Duyệt bị ấn trên giường mới biết được tình thế không ổn, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, khóc thút thiết xin tha một đêm. Giờ tị một khắc,
Hà Duyệt rời khỏi Xích Nguyệt Điện cùng Lãnh Diệp Hiên lên xe ngựa, thẳng đến phủ Thái Thị. Ở Thái Thị phủ, Hà Duyệt đầu tiên là cấp Uất Trì Thấm thỉnh an, theo sau đó cùng Uất Trì Thấm lôi kéo tán gẫu, đang nói đến đề tài Thái Hậu, Uất Trì Thấm rõ ràng có nhiều bất mãn. Lãnh Diệp Hiên cũng ngay sau đó thay đổi sắc mặt, Hà Duyệt nhanh chóng tách đề tài, nói đến mỹ thực món ngon. Nga, Duyệt Nhi còn có chiêu thức đó nha, bản quân hôm nay tâm phục khẩu phục. Chủ tử người nói phải, nô tỳ còn nghe nói tay nghề của Duyệt Khanh không thua kém gì mấy ngự chủ đâu. Hà Duyệt vội vàng phất tay, Thái Thị chiết sát Hà Duyệt, chỉ là một vài món binh gờ thường thôi. Uất Trì Thấm cười cười nhìn gương mặt ôn nhu của Lãnh Diệp Hiên, nói, có thể làm Hiên Nhi khen không dứt miệng bản quân cũng phải nếm thử. Ngọc Quỳnh nghe Uất Trì Thấm nói thế cười trộm một tiếng, vội vàng nói, Duyệt chủ tử nói là người đi chuẩn bị mỹ thực a. A, Nga, ta liền đi ngay. Uất Trì Thấm cùng Lãnh Diệp Hiên cười phá lên, Hà Duyệt ngoài phòng nhìn không được tươi cười nhàn nhạt, cùng Ngọc Quỳnh nhìn nhau rời đi. Tiếng cười ngắn ngủi qua đi, Uất Trì Thấm thu hồi tươi cười, nhìn Lãnh Diệp Hiên, nói, Hiên Nhi, gần đây đồn đãi ngươi muốn xử trí quan viên Lâm An. Phụ thị cũng nghe nói chuyện Lâm An. Uất Trì Thấm nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, chậm rãi nói, chuyện này cả Phục Tương Thành đã lưu truyền rộng rãi. Uất Trì Thấm buông ly sứ hoa thanh tinh mỹ xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô biểu tình của Lãnh Diệp Hiên. Hiên Nhi, thân là hoàng đế cũng không thể do dự không quyết đoán, nên tàn nhẫn ắt tàn nhẫn, điểm này so với phụ hoàng ngươi yếu hơn một bậc. Phụ thị cho rằng Hiên Nhi xử lý nghiêm khắc việc này. Uất Trì Thấm nhìn Lãnh Diệp Hiên, nghiêm cẩn nói, Hoàng thượng, ngươi là thiên tử Huyền Minh Quốc, thiên tử phải có uy nghiêm thiên tử, ngươi cũng biết, nếu ngươi không hảo hảo giải quyết việc này, không chỉ làm các nước khác chê cười mà còn lòng dân băng giá. Tuy nói xét xử sẽ làm dung chuyển triều đình nhưng bằng bản lĩnh của ngươi muốn ngăn chặn đợt dung chuyển này bất quá chỉ là thời gian thôi. Hiên Nhi, đừng coi khinh lực lượng bá tính. Lãnh Diệp Hiên kỳ thật cũng biết cái lý này nhưng trước hết suy xét tình hình quốc gia, ít nhiều chịu đựng. Nhưng hôm nay đối mặt với phụ thị ngày xưa vẫn luôn yêu thương mình lại một lần nữa nói ra việc này xử lý không ổn. Lãnh Diệp Hiên cũng bắt đầu do dự, sầu lo nhàn nhạt vẫn là bị Uất Trì Thấm phát hiện. Uất Trì Thấm chậm rãi nói, Hiên Nhi, ngươi cũng biết nếu phụ hoàng ngươi còn sống, sẽ như thế nào xử lý việc này. Giết! Uất Trì Thấm gật đầu, không sai, thế nhân lưu truyền phụ hoàng ngươi quá mức tàn nhẫn, hắn sở dĩ làm như vậy chính là muốn cấp cho đám quan viên một cái oai phủ đầu làm bọn họ rõ ràng một điều bọn họ là thần tử, là người mà thiên tử ngươi mở miệng một tiếng là chết. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, không sai. Hắn không nên do dự không quyết đoán, như thế chỉ làm cho đám lão thần càng tùy ý làm bậy, khó trách Hoàng huynh nói hắn không đủ nhẫn tâm. Hiên Nhi, nghe nói Thái Hậu thực không thích Duyệt Nhi. Lãnh Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn Uất Trì Thấm cười lạnh, à nữ nhân hèn mọn này tựa hồ quên mất nàng có thể ngồi lên vị trí hôm nay là bởi vì ngươi cùng Diệu Nhi. Phụ thị không cần lo lắng, nàng không làm nổi gió được. Phụ thị không lo lắng nàng đối với ngươi gây bất lợi, phụ thị là lo lắng nàng làm khó Duyệt Nhi. Làm khó Hà Duyệt, trong mắt Lãnh Diệp Hiên hiện lên một tia sát ý, Uất Trì Thấm vừa lòng cong cong khóe miệng. Hiên Nhi, Duyệt Nhi bất đồng với các lân nhi khác, hắn thậm chí không bằng ta năm đó, nếu ngươi thật muốn cùng hắn cộng độ nhật nguyệt núi sông, phải bảo vệ tốt hắn. Lãnh Diệp Hiên trầm mặc không đáp, Uất Trì Thấm vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệp Hiên. Hiên Nhi, Duyệt Nhi hắn quá đơn thuần, từ lúc ta nhìn thấy hắn, ta liền cho rằng hắn không thích hợp với hậu cung tràn đầy tranh đấu này, nhưng hắn chung quy vẫn là do ngươi giữ lại. Từ lúc lần đầu nhìn thấy Hà Duyệt vẫn luôn nói muốn rời khỏi hoàng cung, nếu hắn không phải là hoàng đế, Hà Duyệt chỉ sợ so với Sở Nhiên càng khó thu phục. Nhớ tới Hoàng huynh vẫn luôn hướng hắn kể khổ. Lãnh Diệp Hiên cảm thấy bản thân có thể ôm ấp âu yếm người yêu thật sự may mắn vô cùng. Thở dài một tiếng, Lãnh Diệp Hiên cười đối mặt với Uất Trì Thấm. Phụ thị, ta biết nên làm thế nào. Uất Trì Thấm cười gật đầu, không biết Duyệt Nhi chuẩn bị thế nào rồi, chúng ta đi nhìn một chút.
Lãnh Diệp Hiên nghe xong lắc đầu cười cười, phụ thị này của hắn tuổi nay đã ngũ tuần còn không quên ham chơi. Bất quá vì uất trì thấm ham chơi, tâm tình Lãnh Diệp Hiên cũng tốt lên nhiều, khí sắc cũng tốt lên không ít, làm cho Hà Duyệt khi nhìn thấy Lãnh Diệp Hiên cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Ăn trưa xong, Hà Duyệt lại bồi uất trì thấm hàn huyên về mấy chuyện vui rồi mới bái biệt cùng Lãnh Diệp Hiên về phủ Thái Thị. Nhưng Lãnh Diệp Hiên cũng không vội vã hồi cung mà là đi bộ hướng phố Hoa Nghi Xuân Viện. Hà Duyệt nhìn chằm chằm các loại mỹ nữ, lân nhi, người nổi đầy da gà, hỏi, Diệp Hiên, đi tới đây làm cái gì? Lãnh Diệp Hiên cười, duỗi tay ôm eo Hà Duyệt, đi nhanh tiến vào Nghi Xuân Viện. Lý Ma Ma đang bận rộn tiếp khách quan thấy Lãnh Diệp Hiên tiến vào, lập tức tiến lên chào hỏi, ai nha, đây không phải là Dịch công tử hay sao? Lý Ma Ma, Tinh Thi cô nương đâu? Có, Tinh Thi nàng vẫn luôn đợi Dịch công tử người đây. Lãnh Diệp Hiên cong cong khóe miệng, nga, phải không? Vậy bản công tử liền đi xem Tinh Thi cô nương, Lý Ma Ma ngươi tiếp tục đi. Lý Ma Ma thấy Lãnh Diệp Hiên rời khỏi phòng, không dám chậm trễ lập tức thét to nói, ai, Dịch công tử người chơi vui vẻ. Lãnh Diệp Hiên che chở Hà Duyệt cùng lên lầu, Hà Duyệt nghe sau lưng nhiều người bàn luận về thân phận của Lãnh Diệp Hiên, ngay sau đó lại nghe cảm thán ca ngợi Tinh Thi cô nương đẹp bao nhiêu, không đành lòng nhướng mày nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên tà mị cười, không thích nơi này. Nếu là trước đây, Hà Duyệt sẽ không do dự trả lời, là nam nhân làm sao lại không thích nơi này, nhưng hiện tại thì thân phận của mình cũng khác. Không đơn giản bởi vì hắn là nam thị của hoàng đế, chỉ bằng thân phận lân nhi của hắn thôi, chỉ sợ Nghi Xuân Viện cũng không phải là nơi hắn nên tới, bởi vì lân nhi tới đây đồng nghĩa với việc bán thân. Ngươi tới nơi này làm gì? Gặp đầu bảng nơi này, ngu ơi quen thuộc. Lãnh Diệp Hiên không rõ ý Hà Duyệt nói quen thuộc là gì, nhưng từ khẩu khí của đối phương có thể nghe được Duyệt không cao hứng, môi nhẹ dương, cười khẽ đẩy cửa ra nói, Duyệt đi vào nhìn một cái liền biết thôi. Hà Duyệt sau khi vào phòng liền nhìn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu lễ bái nói, Tinh Thi tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến Duyệt khanh chủ tử thiên tuế. Hà Duyệt bị hoảng sợ nhưng Lãnh Diệp Hiên lại rất bình tĩnh nói, đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Lãnh Diệp Hiên lôi kéo Hà Duyệt đang kinh dị ngồi xuống, Tinh Thơ cười châm trà, Hà Duyệt nghi hoặc hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Tinh Thi là mật thám mà ta cài vào đây. Mật thám. Hà Duyệt chấn kinh rồi, kinh dị nhìn về phía Tinh Thi, Tinh Thi đẹp như thiên tiên hướng Hà Duyệt cười cười. Hà Duyệt xấu hổ ho khan một tiếng, lại hỏi, vậy Hoàng thượng tới đây là hỏi có tình báo gì hay không? Lãnh Diệp Hiên gật gật đầu, Hà Duyệt đánh giá liếc nhìn Lãnh Diệp Hiên một cái, trong lòng cảm thán, quả nhiên là Hoàng thượng, có thể suy xét nhiều như thế, khó trách kinh thư từng nói tình báo của Hoàng thượng trải rộng thiên hạ này, nguyên lai là ai cũng có khả năng là người của Lãnh Diệp Hiên. Tinh Thi, chuyện chấm cho ngươi hỏi thăm như thế nào rồi? Tinh Thi lấy ra từ quần áo phấn hồng một tờ giấy đưa cho Lãnh Diệp Hiên, hồi Hoàng thượng, nô tỳ đã làm tốt thăm dò, thỉnh Hoàng thượng xem qua. Lãnh Diệp Hiên lấy lại đây mở ra, Hà Duyệt vội vàng thò đầu lại nhìn, cái gì mà nhi tử quan lại, cái gì mà cháu trai, toàn bộ đều liên quan đến các vị đại quan, làm Hà Duyệt không hiểu hỏi, mấy người trên đó đều là gì vậy? Hồi chủ tử. Đây là nhóm người nổi danh ác bá ở Phục Tương Thành, bọn chúng không chỉ khi dễ bá tánh còn cướp đoạt nữ tử vô tội bán vào quân doanh làm quan kỹ, hơn nữa còn bán mấy lân nhi cho thương nhân về làm tiểu thiếp, cùng với... Đừng nói nữa, vỗ bàn thật mạnh, đám người này đều nên giết, quả thực chính là súc sinh, không đúng, tới súc sinh chúng cũng không bằng. Lãnh Diệp Hiên nghe Hà Duyệt nói vậy sắc mặt ngưng trọng, Tinh Thơ thấy vậy vội vàng cúi đầu. Lãnh Diệp Hiên trầm mặc một hồi rồi nói, có bằng chứng không? Hoàng thượng yên tâm. Chứng cứ vô cùng xác thực, Hà Duyệt kích động nói, Diệp Hiên, không thể buông tha những người này. Nga, vậy Duyệt cảm thấy chấm nên xử trí bọn chúng thế nào? Hà Duyệt đại khái là đang nổi nóng liền không hề nghĩ ngợi nói,
làm nhiều chuyện hung ác, ắt nên giết, làm việc nhẹ hơn đẩy ra biên cương, cũng chiêu cáo thiên hạ, lấy uy khiển trách. Hoàng thượng, nô tỳ nhiều lời, những ngày gần đây không khí Phục Tương thành bất ổn, nếu đàn áp đám ác bá này xuống sẽ... Không sai, Hoàng thượng, người ta nói vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, không thể để đám ác bá kia làm sằng làm bậy được. Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân. Lãnh Diệp Hiên gợi lên khóe miệng, còn chưa mở miệng bên ngoài đã truyền đến từng đợt ồn ào. Lãnh Diệp Hiên nhướng mày, Hà Duyệt khó chịu, Tinh Thi lạnh mặt đi ra ngoài cửa, thấy một nam tử đang nhốn nháo. Ta muốn gặp Tinh Thi, bản thiếu gia có rất nhiều tiền, cách. Tinh Thi, ngươi ra rồi, mau tới cùng bản thiếu gia uống rượu. Tinh Thi nhướng mày, nhìn chằm chằm Lý Ma Ma, nói, mụ mụ, đây là có chuyện gì? Lý Ma Ma rõ ràng Tinh Thi nói như vậy là khách quan bên trong không hài lòng, Lý Ma Ma liền không cao hứng, nhanh nhạy nói, Trần thiếu gia, Tinh Thi nàng đang có khách nhân, không tiện tiếp khách khác, nếu không mụ mụ kêu Hương Nhi tới bồi ngươi như thế nào? Hương Nhi tuy không bằng Tinh Thi nhưng cũng là một trong những người nổi danh nhất Nghi Xuân Viện. Các khách quan bên cạnh chính là hâm mộ vị đại hán nháo sự này, nhưng nam nhân kia căn bản không nghe, hất tay Lý Ma Ma ra nói, mặc kệ, hôm nay ta liền phải có Tinh Thi bồi bên cạnh, còn không là vì tiền sao? Lão tử có rất nhiều. Trần Một từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu giơ trước Lý Ma Ma, Lý Ma Ma nhìn nhìn, ước chừng có 2000 lượng. Lý Ma Ma có chút tâm động nhưng nàng rõ ràng vị khách quan bên kia không thể đắc tội. Lý Ma Ma thực khó xử nhìn về phía Tinh Thi. Tinh Thi đối với chuyện Lý Ma Ma tham lam không đành lòng thở dài, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói, Trần thiếu gia, Tinh Thi hôm nay không tiếp khách, còn thỉnh Trần thiếu gia ngày khác tới chơi. Cái gì? Không tiện tiếp khách? Không được, ngươi hôm nay không muốn bồi bản thiếu gia cũng phải bồi. Trần Một nói xong đi đến trước mặt Tinh Thi. Tinh Thi thấy thế lui lại một bước vừa vặn gặp phải Hà Duyệt từ phòng trong đi ra. Bởi vì trước đó mới vào Nghi Xuân Viện được Lãnh Diệp Hiên che chở căn bản không cho Lý Ma Ma cùng những người khác thấy mặt của Hà Duyệt. Lúc này không có Lãnh Diệp Hiên che lấp, dung mạo Hà Duyệt dọa tới đám người ngoài phòng, đặc biệt là Trần Một đứng gần trong gang tấc. Trần Một đã gặp qua rất nhiều mỹ mạo lân nhi, nhưng ánh mắt làm người khác tâm động đến như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hưng phấn hô, ha ha ha, bản thiếu gia quá là có phúc phần, hôm nay có thể tại đây gặp được lân nhi đẹp như vậy, chết không đáng tiếc. Trần Một tiến lên duỗi tay nói, vị lân nhi xinh đẹp này, bản thiếu gia coi trọng ngươi, lại đây bồi bản thiếu gia chơi đùa. Tinh Thi còn chưa ra mặt nói chuyện, Hà Duyệt đã trước một bước cho hông Trần Một trước mặt một cái tiếp sau đó là chân, đầu. Trần Một ôm thân dưới đau đớn quỳ trên mặt đất. Những người khác thậm chí cả Lãnh Diệp Hiên đi sau cũng có chút giật mình, chỉ có Hà Duyệt khó chịu giơ giơ tay áo tiến lên nắm lấy cổ áo Trần Một nói, ngươi có tiền liền ghê gớm, lão tử hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống kêu ra ra. Lão tử liền không kêu là Hà Duyệt. Ngươi có tiền liền ghê gớm, lão tử hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống kêu ra ra, lão tử liền không kêu là Hà Duyệt. Hà Duyệt lửa lớn mới không để ý đến quần chúng vây xem. Tay đấm chân đá trên người Trần Một tập kích, Trần Một chỉ có thể nhẫn nhịn nằm bò trên mặt đất kêu đau. Đánh người rằng có một phút đồng hồ Hà Duyệt mới thu tay, thở hổn hển hai hơi căm tức nhìn về đám người kinh ngạc đứng ngoài. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy đánh người qua à? Lãnh Diệp Hiên vẫn luôn đứng ở phía sau, vốn dĩ hắn muốn ra tay lại không nghĩ rằng Hà Duyệt lại đánh người trước một bước hơn nữa còn đem hán tử kia đánh cho một trận bầm dập, này... Lãnh Diệp Hiên ý vị thâm trường cười cười, duỗi tay đem Hà Duyệt ôm vào trong ngực, mệt rồi đi. Hà Duyệt quay đầu nhìn chằm chằm Lãnh Diệp Hiên, trợn trắng mắt nói, bất quá là đánh người thôi có gì mệt hay không mệt, nơi này trướng khí mù mịt, ta không muốn ngốc ở đây nữa. Lãnh Diệp Hiên bắt được tình báo đương nhiên sẽ không lưu lại cái nơi loạn thất bát tao này, cho Tinh Thi một ánh mắt ra hiệu, Tinh Thi cúi đầu cung tiễn Lãnh Diệp Hiên, Hà Duyệt rời đi. Ngay sau đó mặt vô biểu tình nói với Lý Ma Ma, mụ mụ, chuyện hôm nay đã đắc tội Dịch công tử, mụ mụ nếu muốn Nghi Xuân Viện vững vàng đặt chân ở Phục Tương thành này vẫn là ngẫm nghĩ cách giải quyết đi.
Tĩnh Thi xoay người đóng cửa cái rầm, Lý Ma Ma kinh hồn tán đản vội vàng kêu hộ vệ bên cạnh, còn không mau đem người ra đi. Vâng. Hộ vệ cao lớn đem Trần Một túm lên ném ra ngoài Nghi Xuân viện, mà quản gia Trần Phủ đi tìm Trần Một nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, sốt ruột kêu, thiếu gia, người làm sao vậy? Ai đánh thiếu gia, rốt cuộc là ai? Thanh âm giống giận dẫn đến sự chú ý của những người khác, thậm chí còn có người vỗ tay hoan hô. Trần Một ở Phục Tương Thành này nổi tiếng ác ôn, ỷ vào thế lực gia tộc của chính mình ở phía sau chống lưng. Loại người này chết cũng không có được sự đồng tình của người khác. Nghe Trần Một nói muốn báo thù, hộ vệ Nghi Xuân viện chỉ cười lạnh một tiếng, mắng ngươi vẫn là nên về nhà chuẩn bị quan tài đi. Hà Duyệt hồi cung cung không biết chuyện của Trần Một sau đó, nhưng buổi lâm triều hôm sau, Hoàng thượng hướng đám quan viên triều đình tức giận, cũng đem một phần chứng cứ lôi lên dọa cho đám đại thần kinh hồn tán đản, còn nói đến Hoàng thượng xử quyết ai, nhà ai bị tru di cửu tộc, nhà ai bị niêm phong, ai bị Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu, ai lưu đày biên cương, không chỉ có trên triều khẩn trương mà ở hậu cung cũng là một mảnh âm u, oán khí đầy trời. Hà Duyệt cũng nghe được Lãnh Diệc Hiên đang nghiêm tra xét xử quan viên liên quan đến chuyện Lâm An cùng Mâng Thành, chém đầu một đống người, rất được dân chúng hai nơi tán thành ủng hộ, mà ở Phục Tương Thành cũng nhờ chuyến đi vi hành này xử quyết nhiều ác bá cũng được dân chúng tung hô. Tham quan có thể xử trí đương nhiên tốt nhưng để giải quyết triệt để vấn đề Lâm An cùng Mang Thành vẫn làm Lãnh Diệc Hiên phát hỏa, cả triều văn võ thế nhưng không có một người có thể nêu ra biện pháp gì, ngay cả Tiêu Sở Nhiên cũng chỉ nói trấn an bá tánh. Chủ tử, Tôn Công Công truyền lời, nói Hoàng thượng hôm nay không tới đây được. Gần đây quốc sự bộn bề, Hoàng thượng không tới cũng là đương nhiên, Thải Hà, ngươi đi chuẩn bị một ít thuốc dưỡng thần. Lại phái người đi ngự thư phòng. Chủ tử không cần lo lắng, nô tỳ sẽ chuẩn bị tốt. Hà Duyệt gật gật đầu, cầm lấy thư tịch nhìn vài tờ, thở dài buông thư tịch xuống. Tử Ngọc cùng Thải Hà liếc nhau một cái, Thải Hà nghi hoặc hỏi, chủ tử là lo lắng chuyện ở Lâm An. Hà Duyệt gật đầu, ân, Hoàng thượng tuy xử quyết không ít quan viên nhưng vấn đề Lâm An vẫn không giải quyết được, bá tánh trôi giạt khắp nơi. Dịch bệnh hung hăng ngang ngược, ba tánh manh thành thiếu nước thiếu ăn, châu chấu tràn lan, nếu hai nơi này đều không xử lý nhanh chóng, chỉ sợ sẽ xảy ra khởi nghĩa. Ba tánh khởi nghĩa, kia chẳng phải là cùng triều đình đối nghịch hay sao? Thải Hà cùng Tử Ngọc kinh dị, hẳn là không ai ngu xuẩn như vậy đi. Hà Duyệt phát hiện tâm tư của Thải Hà cùng Tử Ngọc, cười nhạt nói, đừng coi khinh lực lượng dân chúng. Một quốc gia có thể phồn hoa hưng thịnh đều nhờ vào triều đình và bá tánh bổ sung cho nhau. Nếu triều đình hoàng đế không rõ bá tánh lầm than ra sao sớm hay muộn cũng có giấy binh khởi nghĩa. Mà lúc này các nước láng giềng rình rập mà lợi dụng cơ hội, Huyền Minh quốc cũng coi như khó lòng tồn tại. Nghĩ đến sẽ phát sinh sự việc này, Hà Duyệt lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng không thích hậu cung sinh hoạt nhưng người hắn yêu lại là hoàng đế của đất nước này. Mà thân phận chính mình bây giờ cũng là con dân của Huyền Minh quốc, như thế nào có thể chịu đựng được nhân tố tiềm tàng bất an này được. Chuyện Lâm An cùng Mang Thành sở dĩ không ai hé răng, thứ nhất là sợ xử trí không thỏa đáng, Hoàng thượng tức giận chính là vấn đề tru di cửu tộc, thứ hai là sợ trong bá tánh có người không an phận, nhân cơ hội này mà đảo loạn sự bình yên của Huyền Minh quốc, khởi xướng chiến sự, dung chuyển quốc gia. Chủ tử, người là có biện pháp. Tử Ngọc hỏi. Hà Duyệt cười lắc đầu, ngươi xem chủ tử của ngươi là thần tiên à, biện pháp gì cũng có chắc. Thải Hà cười trộm một tiếng, lấy lòng nói, chủ tử người không phải thần tiên nhưng là phúc của ba tánh, nô tỳ chính là không ít lần nghe Tiêu đại nhân nói người luôn ra các biện pháp hay à. Chủ ý của hắn bất quá cũng chỉ là mượn dùng từ hồi hắn còn sinh hoạt ở thế kỷ 21 thôi, ai đi. Xem ra hắn nên giúp đỡ, bằng không chờ Lãnh Diệc Hiên giết hết đám quan viên đại thần cũng chẳng làm tốt tình hình được. Tử Ngọc, ngươi đem bản đồ Huyền Minh quốc ra đây cho ta xem. Thải Hà cùng Tử Ngọc kinh hỉ, Tử Ngọc vội vàng đi lấy bản đồ, mà Thải Hà thực thông minh đi chuẩn bị bút mực. Hà Duyệt lắc lắc đầu, đứng dậy đi hướng bên án thư, nhìn kỹ bản đồ Huyền Minh quốc. Vị trí lãnh thổ Huyền Minh quốc thực không tồi. Có điểm giống với vùng Tây Nam Trung Quốc cùng Giang Nam,
có núi có sông còn có biển, rõ ràng địa lý tốt như vậy lại không bằng một đất nước Thanh Loan quốc phía Bắc. Hà Duyệt nhớ rõ toàn bộ lịch sử Tống Triều trong tất cả các chế độ, không chỉ bắt đầu dùng chế độ khoa cử còn phát triển thông thương nước ngoài, nhưng Tống Triều bởi vì bảo thủ nghiêm trọng, cuối cùng chế độ cũng suy vong. Bất quá, thay triều đổi đại là chuyện không thể tránh khỏi mà nơi này đều không giống với bất cứ triều đại nào mà hắn biết, như vậy đem chế độ khoa cử mang đến Huyền Minh quốc này, hiệu quả hẳn là không tồi. Hơn nữa, theo như hiểu biết của hắn về lịch sử của Huyền Minh quốc, vẫn là chế độ quan hộ thế gia, cũng chính là cái gọi là quý tộc lũng đoạn, như vậy sẽ làm uổng phí tài năng của nhiều người trên thiên hạ, còn không bằng trước đem chế độ triều đình cải cách, đương nhiên chuyện Lâm An cùng Mang Thành cũng sẽ giải quyết. Hà Duyệt cầm bút lên một chữ lại một chữ viết về chế độ khoa cử, tuy rằng không toàn diện bằng Tống Triều nhưng Hà Duyệt tin tưởng đầu óc Lãnh Diệp Hiên hơn nữa còn có Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu phụ giúp. Nhất định có thể từ ý tưởng này mà phát triển ra một chế độ khoa cử hoàn chỉnh nhất. Từ thi hương, thi hội đến thi đình, từ học đường giảng dạy đến tú tài, cử nhân đến thi đình, thám hoa, bảng nhãn, trạng nguyên đều viết hết trên giấy. Ân, là 3 năm một lần hay là 5 năm một lần nhỉ? Thôi, cứ cho 2 năm đi, dù sao cũng không phải mình sầu khổ chi tiết gì. Viết xong chế độ khoa cử giản dị, Hà Duyệt còn đem vi phạm học đường cùng với luật pháp quốc gia nghiêm khắc quy củ viết ra, chữ viết cuối cùng đặt xuống giấy. Hà Duyệt không thể không vì kiến thức của chính mình cảm thán, khó trách trong tiểu thuyết đều nói những người xuyên không đều có bàn tay vàng, mình đây không gọi là bàn tay vàng thì là cái gì? Chủ tử, người đã viết 2 canh giờ rồi, không bằng nghỉ ngơi một chút rồi ăn trưa. Hà Duyệt nhìn về phía ánh sáng chói lọi bên ngoài, sờ sờ bụng. Vội vàng bừng bút mực nói, Thải Hà, ngươi thu thập một chút, cơm chưa xong chúng ta đi ngự thư phòng. Chủ tử đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ách, không sai biệt lắm đi. Kháo, vội vàng chuyện khoa cử mà quên mất chuyện Lâm An, thôi, chờ gặp Lãnh Diệp Hiên đi rồi tính. Hà Duyệt dùng cơm chưa rồi cập một sấp giấy đi ngự thư phòng, vừa mới đến trước cửa ngự thư phòng. Tôn Đạo Toàn lập tức tiến lên thỉnh an, tham kiến Duyệt Khanh chủ tử. Làm phiền Tôn Công Công thông báo một tiếng. Tôn Đạo Toàn ngượng ngùng vô pháp đi tới, Hà Duyệt nhìn ra được, nhướng mày đến trước cửa ngự thư phòng. Hà Duyệt liền thấy Diệp Cốc Dịch câu tới cổ Lãnh Diệp Hiên chuẩn bị hôn môi, mắt đã tràn đầy tức giận, xoay người đi. Tôn Đạo Toàn vội vàng hô, Duyệt Khanh chủ tử. Lãnh Diệp Hiên thấy thân ảnh Hà Duyệt, đẩy Diệp Cốc Dịch ra lập tức nói, đứng lại. Hà Duyệt rất muốn một đường rời đi nhưng nghĩ đến Diệp Cốc Dịch, vẫn là nhìn xuống lửa giận xoay người đến trước ngự thư phòng, thỉnh an, tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ, Lãnh Diệp Hiên đặc xá sau đó nhìn về phía Diệp Cốc Dịch, ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng, đi xuống. Diệp Cốc Dịch bị Lãnh Diệp Hiên giống mà hoảng sợ, vội vàng cúi đầu thỉnh an. Thực không cao hứng cất bước ra đi, lúc lướt qua bên người Hà Duyệt, ánh mắt căm tức thật hận không thể ăn luôn đối phương, Hà Duyệt cười lạnh một tiếng làm lơ khiến Diệp Cốc Dịch nổi giận đùng đùng rời đi. Diệp Cốc Dịch đi rồi, Hà Duyệt cũng không để sắc mặt tốt cho Lãnh Diệp Hiên nhìn, chỉ cấp cho Thải Hà một ánh mắt, Thải Hà cúi đầu mang thuốc dưỡng thần đặt lên bàn, Lãnh Diệp Hiên nhìn thoáng qua bát thuốc tinh mỹ, sau đó nhanh chóng giữ lại Hà Duyệt đang muốn ly khai. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, thần thị liền rời đi vậy. Duyệt là đang ghen. Kháo, con mắt nào của ngươi thấy ta ghen? Hà Duyệt quay đầu bất mãn nhìn Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên nhanh chóng cúi đầu nhắm ngay môi đối phương hôn xuống. Thải Hà kinh dị lúc sau đỏ mặt rời khỏi ngự thư phòng. Mặt khác các cung nữ nô tài hầu hạ bên trong đã sớm bị Tôn Đạo Toàn đuổi ra từ lâu. Ngô! Hôn kịch liệt liên tục đến lúc Hà Duyệt gõ gõ bả vai Lãnh Diệp Hiên mới kết thúc, sau khi thở hổn hển liền căm tức nhìn Lãnh Diệp Hiên, Lãnh Diệp Hiên cười nói, ái thị còn chưa nguôi giận. Hà Duyệt toàn thân run rẩy một chút, vội vàng lắc đầu, không, thần thị đã nguôi giận. Đáng giận, Lãnh Diệp Hiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lãnh Diệp Hiên nhìn ra được Hà Duyệt cản bản chưa hết giận, cười kéo người vào trong lòng ôm ấp, Duyệt. Ngươi vẫn không thể tin tưởng chấm. Hà Duyệt kinh ngạc chớp chớp mắt,
Lãnh Diệp Hiên đẩy thân thể Hà Duyệt ra, nghiêm túc nói, Duyệt, cả đời này người có thể cùng ta cộng độ núi sông chỉ có ngươi. Hà Duyệt kinh dị, mặt đỏ đẩy Lãnh Diệp Hiên ra, Lãnh Diệp Hiên mỉm cười duỗi tay nắm lấy tay Hà Duyệt, bất quá còn chưa mở miệng, bên ngoài Tôn Đạo Toàn đã nói, Hoàng thượng, Tiệu đại nhân cầu kiến. Hà Duyệt hất tay, vội vàng lui ra phía sau đứng ở một bên, Lãnh Diệp Hiên cười cười kêu, Tuyên. Tiêu Sở Nhiên sửa sang lại quần áo tiến vào ngự thư phòng, thấy Hà Duyệt ở bên trong có chút kinh dị, theo sau ý vị thâm trường cười cười, lúc Hà Duyệt xấu hổ bỏ qua một bên tầm mắt, Tiêu Sở Nhiên mới nói, Hoàng thượng, thần hôm nay đến đây là, trẫm đã xem tấu chương của ngươi. Hoàng thượng, thần hôm nay tiến đến đây không phải là vì chuyện tấu chương, thần vừa mới nhận được tin tức, Lâm An có che giấu mạch nước ngầm, chỉ sợ phát sinh biến cố. Ngươi nói cái gì? Hà Duyệt khiếp sợ, chẳng lẽ chuyện hắn suy đoán trước đó là thật? Tiêu Sở Nhiên mang tin tức tới làm Hà Duyệt mười phần kinh dị, bất quá cũng may Tiêu Sở Nhiên nói cũng chỉ là mạch nước ngầm nhỏ, chưa gây ra đại hòa gì cũng không quá gay gắt như Hà Duyệt từng nghĩ, nhưng có thể nói ra từ miệng Tiêu Sở Nhiên cũng biết được chuyện này không đơn giản. Hoàng thượng, thần cho rằng việc này rất hệ trọng, cần phái quan viên tự mình đi trấn an bá tánh, tốt nhất có thể cử ngự đến Lâm An xem tình hình dịch bệnh. Hà Duyệt trầm mặc nhìn Lãnh Diệp Hiên, hắn muốn biết Lãnh Diệp Hiên sẽ an bài như thế nào, nhưng Lãnh Diệp Hiên chỉ nhíu mày chứ không mở miệng. Hà Duyệt lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể đứng ra nói, Hoàng thượng, thần thị cũng tán thành ý kiến của Tiêu đại nhân. Tiêu Sở Nhiên nghe lời Hà Duyệt, trong lòng vui mừng, kích động dò hỏi, nói vậy xem ra Duyệt Khanh cũng biết tiền căn hậu quả, Sở Nhiên bất tài, không thể vì Hoàng thượng phân ưu, vì bá tánh giải nạn, thỉnh Duyệt Khanh ra một cái chủ ý chỉ điểm. Lãnh Diệp Hiên liếc nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, trong lòng hắn biết rõ Tiêu Sở Nhiên nói lời này là có ý gì, Lãnh Diệp Hiên chỉ có thể thầm than nhân tài quốc gia khiếm khuyết nhưng hiện nay xác thực là không có biện pháp, Lãnh Diệp Hiên đành mở miệng hỏi, Duyệt có đề nghị gì không? Này vẫn là lần đầu tiên từ vụ việc Lâm An mà Lãnh Diệp Hiên hỏi ý kiến của Hà Duyệt, nếu là trước đây Tiêu Sở Nhiên đã sớm tự mình tìm tới cửa dò hỏi rồi, cũng không biết có phải mệnh lệnh của Lãnh Diệp Hiên hay không. Tuy rằng không hiểu nguyên nhân Lãnh Diệp Hiên làm vậy nhưng nếu bây giờ hắn đã mở miệng, hơn nữa mình cũng nguyện ý xuất lực, liền nói, kỳ thật việc này cũng không khó làm. Không khó làm. Tiêu Sở Nhiên kinh dị, Lãnh Diệp Hiên cũng kinh dị, vấn đề bọn họ bối rối hồi lâu thế nhưng từ miệng Duyệt ra lại là một câu không khó. Thật đáng kinh ngạc. Hà Duyệt xấu hổ cười cười, hiện tại vấn đề Lâm An gặp phải chính là chuyện ăn ở và dịch bệnh của ba tánh. Như vậy chúng ta cứ hốt thuốc đúng bệnh đi. Tiêu Sở Nhiên hỏi, hốt thuốc đúng bệnh. Hà Duyệt gật đầu, Hoàng thượng có thể hạ chỉ cấp Hoài Thanh hay các chi châu chi phủ lân cận làm cho bọn họ bố trí những phòng ốc chống không sử dụng cho nạn dân, sau đó Hoàng thượng lại phái ngự y qua đó hội trần. Chờ bệnh dịch thoái lui cho các quan phủ địa phương đăng ký hộ tịch, những người thân thể cường tráng có thể về Lâm An giúp chúng kiến quê hương. Thu hoạch thù lao có thể giúp gia đình vài đồng áo cơm, chờ Lâm An trùng kiến xong những người hồi hương có thể miễn 3 năm tiền thuế, những người không trở về thì để quan viên địa phương thống nhất an bài, mà phí tổn trung gian của triều đình sẽ phái người giám sát, nếu dám có hành vi gian dối ắt chu di cửu tộc. Như thế, cái gọi là mạch nước ngầm của Lâm An cũng sẽ lặng lẽ trôi đi. Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc. Hắn nhớ tới lần trước cách mà Hà Duyệt nêu lên để ổn thỏa nạn dân cùng với lần này, Tiêu Sở Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ hướng Lãnh Diệp Hiên hành lễ. Hoàng thượng, thần cho rằng ý kiến của Duyệt Khanh thật ổn thỏa, không chỉ có thể trấn an được lòng dân mà còn để ép xuống các vấn đề có thể phát sinh. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, tỏ vẻ tán thành lời Tiêu Sở Nhiên nói, ngay sau đó nhìn về phía Hà Duyệt. Duyệt, tài học của ngươi, trẫm cảm thấy sâu sắc vui mừng. Hà Duyệt kinh dị, bi thương phát lạnh cười cười, ngay sau đó giật giật tay áo tự hỏi có hay không nên nói tới chuyện chế độ khoa cử cho Lãnh Diệp Hiên hay không. Lãnh Diệp Hiên an bài thích đáng chuyện Lâm An cho Tiêu Sở Nhiên, cũng muốn đem biện pháp này dùng ở Mang Thành. Tiêu Sở Nhiên nghiêm túc tiếp nhận ý chỉ, Lãnh Diệp Hiên cười gật gật đầu. Rốt cuộc là lấy ra hay không lấy đây?
nếu lấy ra e rằng có thể phơi bày sự thật hắn không phải là người ở thế giới này, nhưng nếu không lấy ra sẽ rất uổng phí công sức mà mình tỉ mỉ làm ra. Hà Duyệt thở dài lắc đầu, Lãnh Diệp Hiên nhìn thấy, quan tâm hỏi, Duyệt đối với việc này còn gì bất mãn? A, không có. Hà Duyệt lắc đầu, nhìn Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Diệp Hiên, thở dài nói, kỳ thật. Thôi, tới đâu hay tới đó đi. Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên mù mịt, Hà Duyệt lấy từ tay áo ra một chồng giấy đưa cho Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên nhìn những chữ phồn thể không tính là đẹp viết trên mặt giấy. Ý cười dò hỏi, Duyệt đây là cho ta xem ngươi luyện chữ. Hà Duyệt chớp chớp mắt, ngay sau đó liếc mắt xem thường, bất mãn nói, Hoàng thượng người đừng có ở trước mặt Sở Nhiên diễu cợt thư pháp của thần thị. Tiêu Sở Nhiên nhấp miệng cười vài tiếng, Lãnh Diệp Hiên vậy mà sảng khoái cười to. Hà Duyệt bĩu môi, Hoàng thượng, thật thị trình lên chính là kiến nghị liên quan đến chế độ triều đình, nếu có chế độ này Hoàng thượng không cần phải sầu não không có nhân tài nữa. Lãnh Diệp Hiên kinh ngạc, Tiêu Sở Nhiên khiếp sợ. Lãnh Diệp Hiên vội vàng lấy sấp giấy ra, nhìn mặt trên mấy chữ viết to, miệng thì thầm đọc, chế độ kho cử. Không sai, Hoàng thượng, thần thị hôm qua lật xem sách của Huyền Minh Quốc, phát hiện hiện nay triều đình tồn tại một tai họa ngầm. Có lẽ là đã nghĩ kỹ càng, Hà Duyệt cũng không hề sợ chuyện mình nói hôm nay sẽ kéo tới bất kỳ hậu quả nào. Tiếp tục trần thuật, Huyền Minh Quốc từ khi khai quốc đến nay đều áp dụng chế độ huân quý truyền thừa, nhưng như vậy kết quả lại làm cho đám người quý tộc đó tùy ý làm bậy, lũng đoạn triều cương. Lâm An chính là ví dụ điển hình. Hoàng thượng chắc cũng rõ ràng chú ý tới những cái văn võ bá quan đều nờ phải xem sắc mặt của người nào đó mới dám lên tiếng. Tiêu Sở Nhiên lúc ban đầu không quá minh bạch hàm ý của Hà Duyệt, nhưng vừa nhắc đến chuyện Lâm An vừa qua, Tiêu Sở Nhiên cũng hiểu Hà Duyệt nói xem sắc mặt là ý gì. Nhìn khuôn mặt Lãnh Diệp Hiên lạnh băng, Tiêu Sở Nhiên biết Hà Duyệt nói trúng chỗ mấu chốt trong lòng Lãnh Diệp Hiên rồi. Vậy Duyệt Khanh có chủ kiến gì? Hà Duyệt hướng Tiêu Sở Nhiên cười cười, ngay sau đó hướng mắt lên nhìn sấp giấy có ghi mấy chữ chế độ khoa cử bắt mắt trên ngự án thư. Sở Nhiên, ngươi tuy rằng thân phận lân nhi, nhưng đạo trị quốc lại rất tài tình. Người khác nói ngươi chỉ vì được thừa kế vị trí này, nhưng theo như ta thấy, cho dù ngươi không thừa kế từ cha ngươi thì cũng dư sức thi đậu công danh. Lãnh Diệp Hiên đem một mặt giấy trắng rời qua, nhìn chậm rãi vào những chữ cái bên dưới, thậm chí còn phát hỏa ra một bộ bực hoa kỳ quái. Bất quá dù kỳ quái đến đâu, Lãnh Diệp Hiên cũng hiểu ra hàm ý của Hà Duyệt. Tiêu Sở Nhiên nhìn thấy những hình vẽ bên dưới cũng rất kích động bao hàm tò mò. Hà Duyệt chỉ vào sợ đồ giải thích, Hoàng thượng, thần thị đây là miêu tả chi tiết nhưng kết luận cũng chỉ có một câu. Trừ bỏ huân quý thừa kế chi đạo, chiêu cáo nhân tài toàn thiên hạ, tự Hoàng thượng đề danh vào triều làm quan. Chỉ một câu nói ngắn gọn này nhưng Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên đã trong đó cảm nhận được sức ảnh hưởng sâu sắc của nó. Từ từ, Duyệt Quân, ý của ngươi là cho bá tánh ở Huyền Minh Quốc đều có thể tham gia loại chế độ khoa cử này. Hà Duyệt gật đầu, đúng vậy, từ thi hương đến thi phủ rồi thi hội thi đình, cũng chính là làm văn nhân đó tài tử đó thông qua thi hương mà trở thành tú tài thi phủ, nếu thi đậu tú tài liền miễn đi thuế trong nhà. Có được công danh tú tài mới có thể vào kinh thành thi hội đề danh cử nhân có thể ở các hương trấn châu phủ làm quan, chức quan không cần quá lớn, mà thi hội chính là ba người xuất sắc nhất có thể tiến cung tham gia thi đình, cũng chính là Hoàng thượng tự mình ra đề, cuối cùng là Hoàng thượng đề danh bảng vàng đệ nhất trạng nguyên, đệ nhị bảng nhãn, đệ tam thám hoa. Trang giấy giải thích thật tỉ mỉ chế độ khoa cử như mây trôi nước chảy. Hơn nữa Hà Duyệt nói chế độ khoa cử manh đến nhiều chỗ tốt, đừng nói Tiêu Sở Nhiên tâm động, ngay đến cả Lãnh Diệp Hiên cũng đều kinh hỉ vạn phần. Đây chính là thứ mà hắn chờ đợi đã lâu, không nghĩ tới người hắn yêu lại mang đến một kinh hỉ vạn phần như vậy. Duyệt Quân, Sở Nhiên cam bái hạ phong. Tiêu Sở Nhiên hướng Hà Duyệt hành đại lễ, Hà Duyệt sợ tới mức vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiêu Sở Nhiên. Sở Nhiên ngươi làm cái gì vậy? Duyệt Quân, ngươi cũng biết điều ngươi trình lên hôm nay có ý nghĩa thế nào đâu. Đương nhiên là Hà Duyệt biết, đây chính là chế độ nổi danh thời Tống. Nhưng bộ chế độ đó có một lỗ hổng rất lớn, đó chính là trọng văn khinh võ. Cho nên tại chế độ khoa cử mới này,
Hà Duyệt cũng có thêm cải biến, đưa ra thêm một công danh Võ Trạng Nguyên. Võ Trạng Nguyên, thông qua luận võ để danh. Hà Duyệt gật gật đầu, đem tầm mắt dừng trên người Lãnh Diệp Hiên, nghiêm túc nói, Diệp Hiên, không thể trọng võ khinh văn cũng không thể trọng văn khinh võ, cả hai đều cần thiết để bổ trợ cho nhau cũng chính là cái gọi là cân bằng. Người giỏi võ thông qua luận thị đạt được Võ Trạng Nguyên ra sức bảo vệ biên cương, văn nhân tài tử thì thông qua thi đình được đề danh Trạng Nguyên vào triều làm quan yết kiến lời hay, giúp quốc gia lớn mạnh, dân chúng ấm no. Hay cho một câu quốc gia lớn mạnh, dân chúng ấm no. Hà Duyệt quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Vân Diệu vỗ tay bước vào, chỉ cười nhạt. Sau khi hành lễ, Lãnh Vân Diệu nhìn Lãnh Diệp Hiên cười nói, Hoàng thượng, thần nghĩ người nên nâng phân vị của Duyệt Khanh lên. Lãnh Diệp Hiên cười nhạt, Tiêu Sở Nhiên liếc mắt xem thường nhìn Lãnh Vân Diệu một cái, Hà Duyệt trên lưng phát lạnh nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên, Lãnh Diệp Hiên trầm mặc một hồi mới nói, thời điểm chưa tới. Không phải là không tiến mà là thời điểm chưa tới, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên đều tươi cười, Hà Duyệt chỉ có thể mặt đỏ tai hồng, nhìn chằm chằm Lãnh Diệp Hiên cùng Lãnh Vân Diệu bàn luận về chế độ khoa cử. Tâm Hà Duyệt cũng thoải mái hơn nhiều, tiến lên nói, thần thị không quấy rầy hoàng thượng nữa, đi trước cáo lui. Lãnh Diệp Hiên gật đầu nhưng Lãnh Vân Diệu lại không đồng ý, nhanh chóng ngăn cản Hà Duyệt rời đi, vẻ mặt giảo hoạt cười cười. Thần từ trong miệng Tiêu đại nhân biết được Duyệt Khanh biết rất nhiều điều hay, so ra không biết Duyệt Khanh có cách kiếm tiền nào không, không bằng. Vương gia. Lãnh Vân Diệu nhìn về phía Tiêu Sở Nhiên, phát hiện vẻ mặt đối phương không cao hứng, nhanh chóng giải thích, Sở Nhiên, ngươi cũng biết ngân khố đang khan hiếm. Lãnh Diệp Hiên tuy rằng là hoàng đế Huyền Minh quốc nhưng có rất nhiều chuyện Lãnh Vân Diệu còn phải hỗ trợ, liền giống như chuyện kiếm tiền vào quốc khố, hiện nay có người có năng lực bên cạnh Lãnh Vân Diệu làm sao có thể bỏ qua để lấy biện pháp hay. Hà Duyệt cũng hiểu nếu hắn hôm nay không nói, Lãnh Vân Diệu sớm hay muộn cũng đu theo hắn làm phiền, đành ấp a ấp úng nói, biện pháp cũng không phải là không có. Lãnh Diệp Hiên kỳ hờ dị, Tiêu Sở Nhiên kinh hỉ, Lãnh Vân Diệu cười ha ha, ta biết ngươi có biện pháp mà, mau nói cho bản vương nghe. Cũng chỉ là thương mậu bình thường lui tới, Huyền Minh quốc có vị trí địa lý thật tốt, không nói đến chuyện lương thực, ngay cả chuyện thu hoạch các sản vật phong phú dưới đáy biển cũng đã kiếm được một bút tiền rồi, còn có các loại ma não, phỉ thúy, chân châu, tân châu chính là. Hà Duyệt hứng thú tăng vọt nói về các cách kiếm tiền hiện đại, hoàn toàn quên mất đây là thời cổ đại, thậm chí là một xã hội lạc hậu. Nói xong, khát nước, uống một ngụm trà, phát hiện sắc mặt mọi người ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, Hà Duyệt mới bừng tỉnh đại ngộ ý thức được chính mình nói nhiều rồi, vội vàng buông tha chén trà lấp liếm nói, đây chỉ là ta đột phát ý tưởng, nói đến hiệu quả thì phải thực nghiệm mới biết được. Âm thanh câu nói cuối cùng rất nhỏ nhưng mấy người Lãnh Diệp Hiên vẫn là nghe được. Từ sau lần Hà Duyệt nói ra cách giải quyết vụ việc Lâm An đến khi nói đến chế độ khoa cử, mấy người này đã minh bạch Hà Duyệt không phải là người bình thường, mà ẩn bên trong tồn tại bí mật gì, trừ bỏ Hà Duyệt cũng chỉ có thể dựa vào Lãnh Diệp Hiên mà biết. Lãnh Diệp Hiên biết rõ Hà Duyệt đối với hắn che giấu điều gì đó nhưng hắn sẽ không đi dò hỏi, hắn muốn chính miệng Hà Duyệt nói cho hắn biết. Cho nên Lãnh Diệp Hiên cũng chỉ cười thản nhiên, không đi rồi dám Hà Duyệt nguyên cớ cho sự thông tuệ bất thường này. Lãnh Diệp Hiên không truy cứu làm Hà Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm tạ cũng là lúc không biết có nên nói cho Lãnh Diệp Hiên biết về thân phận thật sự của mình hay không, nhưng nghĩ đến có thể sẽ nguy hiểm vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Ở trong ngự thư phòng cùng Lãnh Vân Diệu và Tiêu Sở Nhiên dùng bữa tối mới hồi cung nghỉ ngơi. Hôm sau vốn dĩ đang ôm tâm tình thật tốt hướng Lan Tích Điện của Hoa Thần thỉnh an, nhưng chẳng biết Hoa Thần chúng ta gì mà nhìn thấy Hà Duyệt liền nói rất nhiều lời khó nghe. Hà Duyệt cũng chỉ cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói, thần thị thân thể không khỏe, thứ thần thị cáo lui. Không cho Thượng Quan Tuyết sắc mặt, xoay người rời đi khiến Thượng Quan Tuyết lạch cạnh, một tiếng đem cái bàn ly đánh nát. Hoành Xương năm thứ 10, đầu mùa xuân. Lợi Châu, Tuyết Dương Thành, nơi này là nơi gieo trồng các loại dược liệu của Huyền Minh Quốc, đều nói Tuyết Dương Thành là đại thị trường dược liệu phía Bắc Huyền Minh Quốc. Nơi này gieo trồng các loại dược liệu chân quý của Huyền Minh Quốc,
cả nhân sâm chân quý nhất cũng xuất phát từ Lợi Châu này. Bởi vì Lợi Châu có thiên nhiên tài nguyên được ví với thế ngoại đào nguyên nên rất nhiều người bị bệnh lâu năm đều tới đây an dưỡng, Triệu Du chính là một trong số đó. Triệu Du tới Lợi Châu cũng đã được 2 năm, 2 năm trước còn ở Tử Mạch Quốc dưỡng thân thể, không nghĩ tới lại một lần nữa trở về Huyền Minh Quốc nghe thấy Hà Duyệt đã ngồi lên ngôi quân thị cũng đã hạ sinh hoàng tử, khắp trốn vui mừng. Nghe nói sao? Quân thị sinh hạ Long Phụng Trình Tường à? Thật sự, đây chính là đại hỷ sự a. Cũng phải, từ 2 năm trước hạ sinh đại hoàng tử cũng chưa hoài thai qua, hiện nay có thể nghe thấy quân thị hạ sinh Long Phụng Trình Tường, chính là Huyền Minh Quốc chi phúc. Quân thị vốn di chính là phúc tinh, nếu không có quân thị, dân chúng ta sẽ không có sinh hoạt bình yên như vậy đâu. Không sai, không sai, nghe nói chiến dịch 2 năm trước đều nhờ có quân thị mới có trận đại thắng đó, Khải Hoàn trở về. Không thể nào, còn có việc này sao, mau nói cho chúng ta nghe. Mấy đại hán trẻ tuổi cùng vây quanh một đại hán trung niên cùng nhau lắng tai nghe về trận huyết chiến 2 năm trước, biểu tình kích động lắng nghe cũng làm những người xung quanh ghé vào nghe vài câu, Triệu Du cũng ở đó, nhưng cũng chỉ là nghe vài câu đầu, mặt sau thì không cần nghe nữa. Rốt cuộc mấy năm nay hắn cũng nghe không ít chuyện về Hà Duyệt rồi. Rời cung đã 3 năm, thân thể này cũng từng bước khôi phục, nắm dược liệu trong tay, Triệu Du không đành lòng nhớ tới cái ngày trước khi xuất cung 3 năm trước. Hoành Xương năm thứ 6, hậu cung Huyền Minh Quốc Tử Di Điện. Tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ. Triệu Du vui sướng vì Hoàng thượng đến tìm hắn, nghĩ đến hôm qua Lãnh Diệp Hiên tuyên hắn đến ngự thư phòng, còn lưu lại Long Thần Điện, cho ngự y vì hắn bắt mạch, trong lòng Triệu Du liền tràn ngập vui mừng, tối nay Lãnh Diệp Hiên lại di giá đến Tử Di Điện, Triệu Du lại càng vui sướng. Trẫm hôm nay tới đây là có chuyện muốn tìm ngươi. Triệu Du nhìn Lãnh Diệp Hiên, đối phương nghiêm túc làm hắn cảm thấy có chút bất an, Hoàng thượng là có chuyện gì muốn nói cùng thần thị. Lãnh Diệp Hiên nhìn chằm chằm Triệu Du, cuối cùng bỏ qua một bên tầm mắt, nhìn về bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Triệu Du, ngươi tiến cung cũng đã 5 năm rồi, kỳ thật trẫm vẫn luôn thực hối hận đã cho ngươi vào cung. Triệu Du kinh ngạc, Hoàng thượng, 2 năm trước độc án Hòa Hương Viên, trẫm xác thực hổ thẹn với ngươi. Triệu Du lắc đầu, thần thị một chút cũng không oán trách Hoàng thượng, Hoàng thượng. Thân thể ngươi chấm đã nghe ngự y nói qua, tuy rằng có tử kim đan hộ thể nhưng thân thể này vẫn cần tĩnh dưỡng rất nhiều. Lãnh Diệp Hiên quay đầu lại nhìn Triệu Du, nghiêm túc nói, chấm đã sai người liên hệ với một dược giả Tử Mạch Quốc, hắn y thuật cao minh, không thua kém gì so với thần y trong lời đồn, ngươi chọn ngày rời cung đi Tử Mạch Quốc đi. Rời cung. Triệu Du khiếp sợ, hắn hồi cung bất quá cũng chỉ mới 1 tháng, vì sao liền phải rời cung? Chẳng lẽ Triệu hắn hồi cũng chỉ là cho hắn ăn một cái tử kim đan thôi sao? Hoàng thượng, thần thị, ánh mắt sắc bén làm Triệu Du ý thức được chuyện này chính là thánh chỉ, không được cái lời làm Triệu Du chua xót lui lại mấy bước, dựa thân vào bàn cúi đầu trầm mặc. Lãnh Diệp Hiên cũng không có đau lòng Triệu Du, ngược lại còn nói ra một câu khiến Triệu Du cả đời khó quên. Triệu Du, lần này xuất cung, chấm khôi phục thân phận tự do cho ngươi, cũng đem ra phả hoàng gia lau sạch tên ngươi, từ đây ngươi là tam thiếu gia Triệu phủ, ngươi được quyền chọn hạnh phúc chính mình. Triệu Du khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lãnh Diệp Hiên, hoàn toàn không tưởng tượng được Lãnh Diệp Hiên sẽ nói ra loại câu này, đây không phải là có ý nói hắn rời khỏi bên người Lãnh Diệp Hiên hay sao, từ đây thành người xa lạ. Triệu Du lắc đầu, không, thần thị không đi. Thần thị là người của Hoàng thượng sao có thể bị xóa tên khỏi gia phả Hoàng gia được. Hoàng thượng, thần thị không rời cung, không muốn rời khỏi bên người Hoàng thượng. Lãnh Diệp Hiên nhìn chằm chằm Triệu Du mắt đã ẩn đầy lệ quang, nhẹ nhàng bắt lấy tay Triệu Du, buông ra nói, chấm tâm ý đã quyết. Tâm ý đã quyết, Triệu Du châm chọc cười cười, có phải hay không bởi vì Hà Duyệt. Lãnh Diệp Hiên không hé răng, Triệu Du chua xót rơi nước mắt. Hoàng thượng, thần thị yêu người 10 năm, vì cớ gì lại thua một tiểu lân nhi mới tiến cung chưa đầy 2 năm? Chẳng lẽ người đối với thần thị không có một điểm hảo cảm nào sao?
Triệu Du nằm liệt xuống đất, nước mắt đầy mặt cúi đầu, nhìn ra được hắn có bao nhiêu đau lòng. Lãnh Diệp Hiên thở dài một tiếng, nâng tay Triệu Du lên. Trâm cũng không đối với ngươi có hảo cảm, quan tâm sủng ái ngày đó cũng chỉ là sự quan tâm của một ca ca với một tiểu đệ đệ mà thôi. Triệu Du, ngươi trước đó không nên tiến cung, hà cớ gì lại hy sinh tuổi thanh xuân để chôn vùi nơi đây? Đó là vì ta yêu ngươi. Triệu Du giống to. Lãnh Diệp Hiên buông tay ra, lạnh lùng nói, cả đời này người trâm yêu cũng chỉ có Duyệt. Một câu nói này đem Triệu Du đánh vào vực băng, vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Lần này Lãnh Diệp Hiên không có đỡ Triệu Du lên mà là đi đến trước cửa điện, đưa lưng về phía Triệu Du nói, việc này đã định, 3 ngày sau trẫm sẽ phái ngươi đưa ngươi xuất cung. Triệu Du ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Lãnh Diệp Hiên rời đi trong bóng đêm, quỳ rạp trên mặt đất khóc giống, vì sao? Vì sao ngươi lại đối với ta như vậy? Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền yêu ngươi, vì sao phải đối với ta như vậy? Triệu Du khóc giống làm Tử Di Điện bao phủ một mảnh bi thương, chính là Triệu Du đang bi thương lại không có ai an ủi, chỉ có thể chôn mình trong vực thẳm của tuyệt vọng. Sau khi rời cung, Triệu Du đi Tử Mạch Quốc, ở Tử Mạch Quốc 1 năm, lúc trở lại Huyền Minh Quốc đã là năm Hoành Xương thứ 7, khi đó, Triệu Du nghe thấy câu đầu tiên chính là tin Hà Duyệt hạ sinh đại hoàng tử, được phong làm quân thị, Triệu Du khiếp sợ hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Hà Duyệt, ngươi thực may mắn, có được yêu thương của hắn, cũng có thể vì hắn hạ sinh long tử, mà ta suốt cuộc đời này cũng không có nửa phần hạnh phúc được hắn yêu thương như ngươi. Mở to mắt, mạnh bạo lau chùi nước mắt, Triệu Du tiếp tục đem dược liệu tới hướng quầy thuốc, lúc này bên ngoài có một tiểu dược đồng chạy vào cười nói, Du ca ca, người xem, đây là tiểu mạch đưa cho ta ngọc bội. Nga, tiểu ma thu lớn a, đừng để đánh mất. Ân, tiểu ma nhớ rồi. Tiểu dược đồng đa gờ sờ yêu đem ngọc bội ôm vào trong ngực, chạy đến trước mặt sư huynh khác khoe khoang, nhìn miếng ngọc bội không đáng giá bao nhiêu kia, Triệu Du không đành lòng nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên hắn cùng Lãnh Diệp Hiên gặp nhau. Minh Đức năm thứ 30 năm, Cẩm Châu. Tam thiếu gia, Tâm thiếu gia người ở đâu? Ta ở chỗ này. Triệu Du 16 tuổi một thân bạch y giống như thiên tiên hạ phàm. Dung mạo tinh mỹ làm cho đám nữ nhân nhìn không được đỏ mặt, ôn nhu tươi cười làm nô tài bên người Triệu Du 8 năm không khỏi cảm khái, tam thiếu gia nhà hắn quả nhiên đẹp, không hổ là Cẩm Châu đệ nhất lân nhi. Tiểu văn tử, ngươi đang nhìn cái gì? Lưu Văn hoàn hồn, cười tiến lên nói, tam thiếu gia, lão gia nói, hôm nay trong phủ sẽ có khách quý dặn người hảo hảo chuẩn bị. Khách quý cái gì? Không phải là mấy bà mối râu ria đấy chứ? Không phải, tam thiếu gia, tiểu nhân nghe nói khách quý hôm nay là người trong kinh thành, còn là người hoàng gia. Hoàng gia, Triệu Du mở to hai mắt, người hoàng gia tới nhà bọn họ làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chính mình tiến cung? Triệu Du tâm bất an. Hiện nay hoàng đế đương triều đã sau 10 tuổi, hắn không muốn đi hầu hạ một hoàng đế già đâu a. Tiểu văn tử, ngươi nói với phụ thân, nói rằng ta hôm nay không thoải mái, chỉ sợ không tiện đón khách. A, tam thiếu gia, sao người lại không khỏe? Vì sao phải hướng lão gia nói dối? Lưu Văn hoàn toàn không hiểu. Triệu Du vẻ mặt nghiêm túc, kêu ngươi nói như vậy thì cứ nói như vậy đi. Dạ. Lưu Văn không dám ngỗ nghịch Triệu Du, đành phải nghe lời ra ngoài đại sảnh nói với Triệu lão gia. Triệu An nghe xong Lưu Văn hội báo, mặt liền không lơi lỏng, gương mặt nhìn xuống tức giận gợi lên tươi cười đối với Lãnh Vân Diệu, tam hoàng tử thứ tội. Không sao, lân nhi trong nhà thân thể quý giá, vẫn là tuổi nhỏ, bản vương tới đây cũng chỉ là ý chỉ của phụ hoàng. Làm tam hoàng tử chê cười rồi. Triệu An xoa xoa mồ hôi trên trán, làm ra tư thế mời, Lãnh Vân Diệu đứng dậy đi hướng hậu hoa viên, Lãnh Vân Diệu thấy thị vệ tới bẩm báo, điện hạ, ngũ điện hạ tới. Nga, Diệp Hiên cũng tới, mau cho hắn tiến vào. Triệu An kinh ngạc, ngũ điện hạ, kia không phải là ngũ hoàng tử đương triều, đệ cũng mẫu với tam hoàng tử hay sao? Triệu An ra hiệu cho người phía dưới, quản gia thực thông minh lôi kéo tiểu văn tử. Ngươi mau đi đem tam thiếu gia mời lên.
nếu thỉnh không được thì ngươi cũng đừng ở đây nữa. Dạ, dạ, nô tài đi ngay. Lưu Văn vội vội vàng vàng chạy về phía hậu viện tìm Triệu Du đang nằm dài trên ghế. Tam thiếu gia, người vẫn là mau đi thôi. Lão gia đã lên tiếng, nhất định người phải đi. Hơn nữa người tới hôm nay chính là Tam Hoàng tử đương triều. Tam Hoàng tử, không phải là người trong cung phái tơi hay quan to triều đình. Lưu Văn thấy Triệu Du yên lặng, vội vàng nói tốt. Công tử, Tam Hoàng tử này chính là người con Hoàng thượng yêu thương nhất, hiện tại còn chưa cưới Vương Phi đâu. Triệu Du trừng mắt nhìn Lưu Văn, hắn nhìn như muốn gả chồng như vậy sao? Bất quá hắn đã lấy cớ thân thể không khỏe cự tuyệt, lúc này đi. Thiếu gia, lão gia cùng Tam Hoàng tử đang ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên, Triệu Du nhìn Lưu Văn, đứng dậy nói, đã biết. Không đi chuẩn bị sẽ bị phụ thân phạt, nếu là trùng hợp gặp được thì cũng coi như là không đường đột. Triệu Du đành phải trở về thay một thân quần áo đi tới hậu hoa viên. Đi vào hậu hoa viên, Triệu Du ở xa liền nhìn thấy phụ thân cùng một vị nam tử ngọc thụ lâm phong tươi cười nho nhã. Khí thế kia, tư thái kia không phải là Tam Hoàng tử thì là ai? Triệu Du không biết có nên qua hay không, nhìn đám hoa sen tranh nhau nở rộ, Triệu Du quyết định không qua, nếu bây giờ qua thì chẳng phải cố ý tới hay sao? Lão gia, bên kia có phải hay không là Tam thiếu gia? Lãnh Vân Diệu cùng Triệu An nhìn qua, bên cạnh hồ sen chính là một lân nhi áo xanh, tóc đen phiêu giật trong gió lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Thiên hạ đều biết, lân nhi dung mạo có thể so với nữ nhân thậm chí còn hơn vài bậc, mấy vị phụ thị trốn hậu cung đã làm hắn kiến thức qua rồi. Bất qua vị lân nhi trước mặt này làm Lãnh Vân Diệu nhìn không được cảm thán, nghe nói Cẩm Châu có một vị lân nhi đun nờ gờ mạo không kém gì tiên nhân, hiện giờ xem ra chính là Tam thiếu gia Triệu phủ đi. Triệu An cười chắp tay, không dám, Tam Hoàng tử quá khen rồi. Triệu An nhìn về phía quản gia. Còn không mau kêu Tam thiếu gia lại đây. Dạ. Tiểu nhi tử không hiểu lễ nghĩa, thỉnh hai vị điện hạ tha lỗi. Không sao, gần đây bản điện hạ nghe nói ra môn nhà Triệu lão gia không ít lần bị ghé thăm, nói vậy cùng tiểu lân nhi này có quan hệ đi. Tam hoàng tử nói phải, thảo dân cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi, không biết Tam hoàng tử có thể vì thảo dân nghĩ ra cái chủ ý. Lãnh Vân Diệu gợi lên khóe miệng, việc này, thiếu gia cẩn thận. Lãnh Vân Diệu cùng Triệu An nhìn qua, thấy Triệu Du đã muốn té vào hồ sen, Triệu An đứng lên kích động hô, Du Nhi. Triệu Du hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ qua cái cầu thế nhưng lại trượt chân, mắt thấy sắp đầm mình vào hồ sen, Triệu Du cũng chỉ đành nhắm mắt nhận mệnh. Khi Triệu Du nhắm mắt nhận mệnh một thân ảnh đen chợt lóe qua, Triệu Du cảm giác được trên hông chính mình tăng thêm vài tầng lực đạo, lúc sau vững vàng đứng trên đỉnh hóng mát, Triệu An vội vàng tiến lên, Du Nhi, không có việc gì đi. Triệu Du thở ra một hơi, mỉm cười nói, làm phụ thân lo lắng, Hải Nhi không có việc gì. Triệu An sau khi xác nhận Triệu Du không có việc gì vội vàng xoay người chấp tay nói, thảo dân cảm tạ ân ngũ hoàng tử cứu giúp. Ngũ hoàng tử, Triệu Du nghiêng đầu lại nhìn, Triệu An hô, Du Nhi, còn không mau cảm tạ ngũ điện hạ. Triệu Du tiến lên chấp tay cảm tạ, Triệu Du ta ngũ hoàng tử cứu mạng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Triệu Du ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Diệp Hiên, thật sâu bị khí chất bên ngoài của Lãnh Diệp Hiên mê hoặc, vô pháp hoàn hồn. Lãnh Diệp Hiên đảo mắt nhìn Triệu Du, thoáng kinh ngạc một chút ngay sau đó trở về bộ dáng lãnh đạm. Đem ngọc bội trong tay đưa cho Triệu Du, đây là ngươi làm rơi. Triệu Du hoàn hồn, đỏ mặt tiếp nhận ngọc bội trong tay Lãnh Diệp Hiên, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Lãnh Vân Diệu ở bên kia chú ý thấy, ý vị thâm trường cười nói, nhìn gần mới thấy, tiểu nhi tử Chiêu lão gia quả nhiên không bình thường, nên vào cung làm nam thị. Hai chữ vào cung này khắc sâu vào trong đầu của Triệu Du cùng Triệu An. Triệu Du lo lắng nếu lúc này hắn tiến cung chỉ sợ. Triệu Du ngẩng đầu nhìn sắc mặt bất biến của Lãnh Diệp Hiên, Triệu An cùng nhìn ra tâm tư Triệu Du, cười nói, Tam Hoàng tử nói phải, Du Nhi thân là Lân Nhi, tiến cung hay không là do mệnh của nó. Triệu Lão ra tâm tư kín đáo,
bản hoàng tử không tiện nhiều lời. Lãnh Vân Diệu đứng dậy, Diệp Hiên, tới lúc đi rồi. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, Lãnh Vân Diệu cùng Triệu An cáo từ, hai người lần lượt rời đi. Triệu Du nhìn theo Lãnh Diệp Hiên ra cửa, trong lòng có chút tiếc nuối. Du Nhi chính là thích ngũ hoàng tử. Phụ thân. Triệu An nhìn gương mặt Triệu Du hồng nhuận, cười nói, không hổ là con ta, ánh mắt rất độc đáo, yên tâm đi, vi phụ sẽ làm ngươi toại nguyện. Triệu An đảm bảo thế nhưng Triệu Du cũng không để tâm nhiều, chỉ có gương mặt vô biểu tình kia vẫn luôn khắc sâu trong lòng hắn, từ đây Triệu Du vẫn luôn tưởng niệm, vẫn luôn chờ đợi có thể một lần được gặp lại Lãnh Diệp Hiên. Nhưng mà Triệu Du không nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh, 2 năm sau hắn nhập cung gặp Lãnh Diệp Hiên, lại một lần nữa gặp mặt, thái độ Lãnh Diệp Hiên đối với Triệu Du không còn lãnh đạm như lần trước nữa. Kỳ thật Triệu Du không biết, tất cả đều là nhờ vào phúc của Triệu An phụ thân hắn, chỉ sợ huyền minh quốc này không ai có thể giàu có hơn Triệu An, vì Hoàng Huynh, Lãnh Diệp Hiên đành phải đáp ứng Triệu An chiếu cố Triệu Du nhiều hơn, mà chuyện này từ lúc Triệu Du tiến cung đều không hiểu được, chỉ sợ sau khi ở Lợi Châu 2 năm này Triệu Du vẫn chưa ngộ ra được gì. Sau khi tiến cung hắn vẫn luôn được Lãnh Diệp Hiên quan tâm, mặc kệ là đồ vật hạ ban hay là người hầu kẻ hạ đều thuộc về hắn nhiều nhất làm hậu cung người người đố kỵ, thậm chí Lãnh Diệp Hiên còn vì hắn mà xử lý không ít phi thị khác, kết quả nhận lại một điều, nhưng sủng ái này không phải vì yêu, mà là vì chiếu cố. Triệu Du nhắm mắt lại, 16 tuổi gặp ngươi, vừa gặp đa thương, 18 tuổi lại một lần nữa gặp ngươi, tình sâu vạn trượng, 20 tuổi vào cung, được ngươi sủng ái, 23 tuổi xuất cung, vô tận tưởng niệm, 25 tuổi hồi cung, phá thành mảnh nhỏ, thẳng một đường 10 năm yêu ngươi chung quý kết thúc. Sư huynh, bên ngoài có người gặp ngươi. Triệu Du mở to mắt, nhìn xuống nước mắt trào dâng, nhìn về phía ngoài cửa, một nam tử tóc đen uy vũ đưa lưng về phía Triệu Du, hình bóng quen thuộc làm Triệu Du nhận ra đâu là ai. Quay đầu lại, Triệu Du phản phất như nhìn thấy bóng hình Lãnh Diệp Hiên, sau đó lắc đầu nhìn đối phương vào cửa, hô, ngươi đã đến rồi. Ta nói, sẽ đến đón ngươi trở về, hiện tại, là ta thực hiện lời hứa lúc trước, ngươi, có nguyện ý theo ta về Tử Mạch Quốc không? Khẩu khí khẩn trương, vươn tay, Triệu Du không biết có nên vươn tay hay không, nam tử có chút nóng vội nói, ta Tần Phong thề, sẽ yêu ngươi cả đời. Suốt cung 3 năm, chờ được lại là một người khác, Triệu Du không đành lòng nhớ về câu Lãnh Diệp Hiên từng nói, ngươi có thể chọn lựa chính hạnh phúc của mình. Triệu Du nhìn Tần Phong, ngươi sẽ là hạnh phúc của ta sao? Tần Phong mở to hai mắt, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, nắm lấy tay Triệu Du, cuộc đời này nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Hà Duyệt cứ như vậy trắng trợn táo bạo rời đi rước lấy một trận tò mò từ những vị nam thị vừa bước vào Lan Tích Điện, nhìn đồng tử tức giận của Hà Duyệt, Chu Tử Hoa xem ra minh bạch chuyện gì xảy ra, còn chưa mở miệng, Diệp Cốc Dịch đã xông lên trước châm chọc nói, làm lơ cung quy lễ giáo, tự mình đàm luận quốc sự, lý ra nên giáo huấn cho một cái ta. Diệp Cốc Dịch nói xong liền giương tay hướng tới mắt Hà Duyệt, Hà Duyệt duỗi tay bắt lấy tay Diệp Cốc Dịch. Dưới cái nhìn căm tức của đối phương, lực đạo tăng thêm vài phần làm Diệp Cốc Dịch nhíu mày, muốn tránh thoát mà Hà Duyệt quyết không bỏ ra. Duyệt quân. Chu Tử Hoa thật lo lắng Hà Duyệt lúc này, nơi này là Lan Tích Điện. Nếu ở chỗ này nháo ắt không có lợi cho Hà Duyệt. Hà Duyệt cũng biết hôm nay không phải thời điểm nháo sự, hung hăng ném rớt tay Diệp Cốc Dịch, cũng đi một bước đến trước Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch cảm nhận được áp bách của Hà Duyệt, tự động lui lại một bước, căm tức nhìn chằm chằm Hà Duyệt mặt lạnh như băng. Con người cũng có giới hạn, lần một lần hai còn có thể chịu đựng, đó cũng chính là cấp cho ngươi mặt mũi, đừng tưởng ta sẽ chịu đựng lần thứ ba. Từ lúc tiến cung đến nay, Hà Duyệt vẫn luôn quy quy củ củ, chưa bao giờ làm việc khác người. Nếu các vị phi thị hậu cung khác không thích hắn cũng chỉ vì hắn được hoàng thượng hết mực sủng ái. Nhưng nhẫn nại cũng có giới hạn, Diệp Cốc Dịch nhiều lần khiêu khích áp bức hắn, là ai cũng chịu không nổi huống hồ là Hà Duyệt tiếp thu sự cởi mở của thời hiện đại. Nếu là Hà Duyệt lạnh lùng băng sướng trước đây chỉ sợ là đã sớm đối với Diệp Cốc Dịch động thủ,
Hà Duyệt sở di vẫn chưa làm gì cùng vì không muốn trên tay nhuốm máu. Diệp Cốc Dịch vẫn là lần đầu tiên cảm thấy uy áp của Hà Duyệt, không còn là biểu tình làm lơ lạnh nhạt mà là chân chính tức giận uy hiếp. Trong lúc nhất thời Diệp Cốc Dịch chỉ có thể trầm mặc nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt liếc mắt đánh giá Diệp Cốc Dịch một cái, ngay sau đó quay người rời đi. Về tới Xích Nguyệt Điện, còn đang dùng thuốc bôi lên vết thương thì Tiểu Toàn Tử đã chạy vào nói Chu Tử Hoa đến tìm. Hà Duyệt rõ ràng mục đích Chu Tử Hoa đến đây là gì, cười nhạt nghe Chu Tử Hoa khuyên nhủ hắn không cần cùng đám người Từ Tuệ, Thượng Quan Tuyết rằng co. Hà Duyệt nghe xong cười khổ, không phải hắn muốn rằng co với đám người phiền toái kia mà là bọn chúng hướng hắn gây sự trước a. Hà Duyệt cười đáp ứng Chu Tử Hoa, theo sau đó lấy cớ thân thể bị bệnh mà 3 ngày không đến Lan Tích Điện cấp Hoa Thần thỉnh an, đến tận đây có thể nói cung hậu một mảnh chó gà lên trời, mỗi ngày đều có thể nghe những lời đồn đãi vớ vẩn về hắn, đương nhiên mấy lời đồn đại này đều không tốt. Chủ tử, người từ An Điện tới tìm. Tiểu Toàn Tử vội vã chạy vào nội điện nói. Từ An Điện, kia không phải là nơi Thái Hậu ở hay sao? Lữ Thái Hậu này đang êm đang đẹp sao lại phái người tới tìm mình? Hà không hiểu, nhưng khi nhìn đến cung nữ kia tiến vào trong điện, Hà Duyệt cũng không nghĩ nhiều đứng dậy cùng Thải Hà một đường bước đi. Thái Hậu chỉ cho một mình Duyệt Khanh tới. Hà Duyệt nhướng mày, Thải Hà bất an, Tử Ngọc lại cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nghiêm túc nói, không biết Thái Hậu truyền triệu chủ tử nhà ta là có chuyện gì? Không dối gạt tỉ tỉ, Hoàng thượng chính là đang chờ chủ tử nhà ta tới Long Thần Điện dùng bữa. Cung nữ kia cung không lời nói vừa rồi của Tử Ngọc mà lộ ra một tia khác thường nào, rất bình tĩnh nói, Hoàng thượng bên kia, Thái Hậu sẽ tự truyền lời, Duyệt Khanh chủ tử phiền người chuẩn bị một chút tránh cho Thái Hậu đợi lâu. Lữ Thái Hậu không thích Hà Duyệt hắn biết, không thể bắt buộc cung nữ bên người nàng thích hắn được. Hà Duyệt cười lạnh một tiếng sau đó đối với Tử Ngọc nói, Thải Hà, Tử Ngọc, bản quân đi một chút sẽ về, yên tâm, Hoàng thượng nếu là có hỏi liền nói Thái Hậu triệu kiến, Hà Duyệt không thể không đi. Cung nữ nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị nhưng bởi vì thật nhanh không làm đám người Tử Ngọc phát hiện ra, chỉ có thể nhìn nàng dẫn Hà Duyệt rời đi. Tử Ngọc, ta cảm thấy việc này không thích hợp, Thái Hậu như thế nào chỉ cho truyền một mình chủ tử. Tử Ngọc cũng phát hiện bất thường nhưng sắc mặt so với Thải Hà bình tĩnh hơn nhiều, nói, ta đi điều tra một chút, Tiểu Toàn Tử ngươi ở lại trong Xích Nguyệt Điện, không được cho bất kỳ kẻ nào vào cho dù là Hoa Thần cũng không được. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi Xích Nguyệt Điện thật tốt. Tử Ngọc gật đầu, Thải Hà, ngươi lưu ý các vị chủ tử cung điện khác, ta đi Từ An Điện bên kia xem sao. Thải Hà gật đầu. Lúc sau hai người chia nhau hành động, mà lúc này Hà Duyệt đi theo cung nữ rời khỏi Xích Nguyệt Điện liền sinh nghi. Từ An Điện ở gần Tây Khu, theo lý thuyết thì qua Ngự Hoa Viên chính là con đường ngắn nhất, nhưng cung nữ dẫn đường này lại không đi Ngự Hoa Viên mà là từ Dự Thạch Viên đi qua đến gần Trường Thanh Cung quạnh quẽ. Hà Duyệt dừng bước, mặt không biểu tình nói, bản quân dù chưa bao giờ qua Tây Khu cũng như Từ An Điện nhưng như thế nào đến đó ta cũng biết. Cung nữ đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu lại phát hiện Hà Duyệt đã tiến đến rất gần mình. Cung nữ sợ tới mức vội vàng lui ra sau nói, Duyệt Khanh muốn làm cái gì? Làm cái gì? Bản quân cũng đang muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đây này? Ngươi đừng tưởng ta là một hài tử 3 tuổi mà tha hồ đùa bỡn sao? Nơi này căn bản không phải hướng đi Từ An Điện, Trường Thanh Cung. Ngươi dẫn ta tới cái lãnh cung này làm cái gì? Nói. Cung nữ cũng biết chính mình bại lộ thân phận, lập tức quay đầu chạy trốn nhưng Hà Duyệt tuyệt không cho nàng cơ hội, chạy nhanh đến bắt lấy tay đối phương. Cung nữ thấy vậy vội vàng quỳ xuống, Duyệt Khanh tha mạng, nô tỳ là phụng mệnh hành sự, nô tỳ không phải tình nguyện. Phụng mệnh, phụng mệnh ai? Cung nữ há miệng thở dốc, ấp úng nửa ngày không nói một câu cho Hà Duyệt bắt lấy tay cung nữ nghiến chặt, phẫn nộ quát, ngươi lại không nói có tin ta. Bốp. Cái ót đau đớn bị đánh úp, Hà Duyệt ý thức được chính mình bị lừa, nhìn bộ dáng cung nữ kia kinh hoàng thất thố, Hà Duyệt ngã xuống đất liền thấy một nô tài mặc áo xanh biển, tuy rằng mơ hồ nhưng Hà Duyệt vẫn biết thân phận của người đó là ai, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay,
ngắn ngủi ngất đi. Chờ đến khi tỉnh lại, Hà Duyệt phát hiện chính mình đang nằm ở một địa phương dơ bẩn, sờ sờ cái gáy đau nhức. Hà Duyệt cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, vừa mới nhớ ra cái gì, lập tức đứng bật dậy, cửa phòng bị đẩy ra. Hà Duyệt nhìn thấy một thân ảnh thị vệ say khước đi lảo đảo vào trong điện, lộ ra một nụ cười đáng khinh. Hà Duyệt biết chuyện này là thế nào rồi. Trong lòng thầm mắng cái kẻ đã thiết kế bậy dập cho mình đến cái điện cũ nát này. Khi đối phương đã bước đến gần, Hà Duyệt cầm lấy bình hoa cho tên thị một phát, nam tử nhìn không được quỳ rạp trên đất. Hà Duyệt vội vàng nắm một cái ghế dựa đập mạnh vào đầu nam nhân, thị vệ đã chịu đòn nghiêm trọng, chịu không nổi té xỉu trên mặt đất. Hà Duyệt sau đó bước nhẹ vài bước, thấy tên thị vệ không có phản ứng gì liền chạy nhanh đến cửa ra vào. Bất quá vừa đến cửa ra vào, Hà Duyệt thấy có nhóm người đang hướng tới Trường Thanh Cung nơi mình đang đứng, đôi mắt chừng đến vô cùng lớn. Lãnh Diệp Hiên, vì cái gì Lãnh Diệp Hiên lại tới đây? Không đúng, chuyện này đã thiết kế tốt chính là muốn cho Lãnh Diệp Hiên thấy chính mình làm chuyện sằng bậy cùng nam tử khác. Hà Duyệt run rẩy một chút, vội vàng chạy về cầm lên một mảnh sứ nhỏ bị vỡ hồi nãy lên, cầm lấy mảnh vỡ tự cắt lên mặt chính mình một đường, sau đó lại vạch trên tay vài đường nhỏ, chẳng mấy chốc máu đã chảy đầy đất. Hà Duyệt không kịp kêu đau, vội vàng đem mảnh vỡ đặt trên tay tên thị vệ, ngay sau đó kéo xuống một khối bố mảnh xé rách ra cùng với đem tay chân chính mình trói lại, sau đó dùng một khối mảnh nhét vào miệng rồi ngã nằm trên đất cạnh tên thị vệ. Thời điểm vừa mới nhắm mắt, cửa phòng liền đẩy ra. Một khắc đẩy cửa kia ra, Lãnh Diệp Hiên nhìn thấy chính là Hà Duyệt nằm trên nền đất máu me bê bết, kinh ngạc trừng to đôi mắt, mà Chu Tử Hoa lúc này đã kích động kêu to, Duyệt quân. Diệp Cốc Dịch thấy Hà Duyệt bị trói chặt cùng máu me khắp người rất là khiếp sợ, không đúng, không nên là cái dạng này, hiện tại hẳn là. Lãnh Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng Hà Duyệt lên, thấy gương mặt cùng cánh tay Hà Duyệt bị thương chi chít liền tức giận hét, người tới, đem tên thị vệ này ra ngoài chém. Hoàng thượng bớt giận, hiện tại không nên chém, Hoàng thượng, sự việc liên quan đến trong sạch của Duyệt Khanh. Bốt. Diệp Cốc Dịch bụng mặt chính mình, khó tin nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên phẫn nộ nói, chấm vừa rồi không có nghe rõ, tuệ thần ngươi vừa nói cái gì. Diệp Cốc Dịch không ngốt, nếu dám nói một lần nữa chính là tử tội, vội vàng cúi đầu như không nghe thấy. Thượng quan Tuyết đã minh bạch cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực, vì cái gì tên Hà Duyệt kia chưa bị làm bẩn. Hoàng thượng, sự việc rất kỳ lạ, cung nữ Xích Nguyệt Điện bẩm báo với thần thị, nói Thái Hậu triệu kiến Duyệt Khanh, theo lý thuyết hẳn bây giờ Duyệt Khanh nên ở Từ An Điện, nhưng theo thần thị điều tra, Thái Hậu vẫn chưa chuyển Duyệt Khanh lần nào. Lương thần mục chỉ xưa nay ít nói, nay lại mở miệng khơi ra một tầng âm mưu. Kỳ thật đây chính là âm mưu, không nói đến chuyện dám giả truyền ý chỉ của Thái Hậu, chỉ bằng chuyện hãm hại Duyệt Khanh thôi cũng là tội ác tày trời rồi. Lãnh Diệp Hiên hiện tại thật phẫn nộ, mặc kệ là nhìn ai cũng không vừa mắt, Tôn Đạo Toàn run rẩy tiến lên hô, Hoàng thượng, Duyệt Khanh chủ tử còn chảy máu. Lãnh Diệp Hiên bừng tỉnh, nhìn các vết thương trên người Hà Duyệt vẫn chảy máu không ngừng, bế Hà Duyệt lên hướng mục trì nói, lương thần, chấm lệnh ngươi tới điều tra chuyện này. Thần thị lãnh chỉ. Làm lơ thượng quan Tuyết, Lãnh Diệp Hiên ôm Hà Duyệt rời khỏi Trường Thanh Cung, Tôn Đạo Toàn lập tức phái người đi gọi ngự y, mà bây giờ các vị trong Trường Thanh Cung, mục chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch, thượng quan Tuyết hoàn hồn sau đó cũng cười lạnh nhìn Diệp Cốc Dịch, mà Chu Tử Hoa cũng rõ ràng chuyện này cùng Diệp Cốc Dịch không thoát khỏi liên can liền nhìn chằm chằm Diệp Cốc Dịch. Mà quan hệ của Hà Duyệt cùng Diệp Cốc Dịch kém bao nhiêu, cả hậu cung này ai chẳng biết. Diệp Cốc Dịch hiện tại thực hoảng hốt nhưng bộ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mục chỉ trong lòng cười lạnh một tiếng, hỏi, tuệ thần, thánh chỉ vừa rồi của Hoàng thượng ngươi nghe rõ chứ? Diệp Cốc Dịch nhướng mày, lương thần, ý người là gì? Ý gì? Tuệ thần, ngươi nên không biết việc hôm nay là ai làm đi. Diệp Cốc Dịch nhìn về phía Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, bộ mặt lạnh lùng nói, Hoa Thần, người tuy là nam thị trưởng quản đông khu nhưng cũng không thể bôi nhọ bản quân chính là nghe nô tài hội báo có người đối với Duyệt Khanh gây bất lợi mới đi bảo cho Hoàng thượng. Nga, phải không?
này cũng đúng thật là trùng hợp đi, cả cái hậu cung to như vậy ai cũng không phát hiện, nô tài của ngươi như thế nào phát hiện? Thượng quan Tuyết châm chọc sau đó cười nhạt nhìn Mục Trì, lương thần, người cần hảo hảo điều tra, hoàng thượng có bao nhiêu đau lòng Duyệt Khanh ngươi cũng biết được, bản quân sợ rằng nếu Duyệt Khanh kia có xảy ra sơ suất gì, hoàng thượng liền không cao hứng đem đông khu chúng ta tất cả giết sạch, kia ước chừng cũng vài chục mạng người a. Bản quân nhưng thật ra không muốn biến thành lệ quỷ phiêu bạc đâu. Mục Chỉ mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn Thượng quan Tuyết một cái, ngay sau đó băng lãnh nói, bản quân sẽ nghiêm tra việc này. Vậy là được rồi, bản quân phải đi hảo hảo chấn chỉnh cái đông khu này, bản quân thật không muốn con tiện tỳ tây khu kia chê cười nói đám chúng ta là nơi tai họa đâu. Thượng quan Tuyết nói xong liền phất tay áo rời đi cùng Vương Ngọc nay giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Sau đó là Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch rời đi làm Chu Tử Hoa rất kinh ngạc, muốn mở miệng dò hỏi Mục Trì nhưng lại cảm thấy thân phận mình không thích hợp, chỉ có thể lo lắng nói, làm phiền lương thần xử lý chuyện này, nếu có cần Tử Hoa giúp sức, Tử Hoa nhất định toàn lực. Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa quan hệ tốt cả hậu cung này ai chả biết, cho nên Mục Trì cũng không làm mặt nặng mặt nhẹ cho Chu Tử Hoa xem, mà là nhàn nhạt trả lời. Việc này bản quân đều có định đoạt, hoàng thượng trăm công nghìn việc, Chu thượng thị chi bằng giúp hoàng thượng nói chuyện cùng Duyệt Khanh, giúp hắn nhanh chóng quên đi chuyện này. Chu Tử Hoa cũng minh bạch dụng ý của Mục Trì, vội vàng hành lễ trả lời, Duyệt quân cùng ta giao hảo. Tử Hoa đến thăm cũng là chuyện thường, tâm ý của lương thần Tử Hoa sẽ mang theo. Mục Trì cũng không có nói cái gì, nhẹ nhàng gật đầu nhìn Chu Tử Hoa một đường rời Trường Thanh Cung. Bọ cung nữ nô tài đều nơm nớp lo sợ làm chuyện chính mình, mỗi một bước đi đều hết sức cẩn thận, đặc biệt là những người hầu hạ Hà Duyệt trong nội điện, ngự y Lý Minh đi tới hội chẩn cả người đều đã ướt mồ hôi. Thế nào? Lý Thái Y hướng Lãnh Diệc Hiên chắp tay, hồi hoàng thượng, thân thể Duyệt Khanh không ngại, vết thương trên mặt tuy rằng vũ khí sắc bén gây nên nhưng vết thương không sâu, chỉ cần bôi thuốc trị thương vài ngày là khỏi. Châm không muốn thấy vết thương. Thỉnh hoàng thượng yên tâm, lão thần sẽ ở thuốc mỡ tăng thêm nồng độ ắt không lưu lại sẹo. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, theo sau phất phất tay, Lý Thái Y quỳ lại rời đi. Lãnh Diệp Hiên cầm tay Hà Duyệt, ánh mắt thương tiếc mở miệng nói, tôn đạo toàn, truyền ý chỉ của châm, phong Duyệt Khanh làm Duyệt Quý Khanh, hạ ban hoàng kim 100 lượng, tơ lụa 10 sấp, ngọc thạch 1 dương, giá minh châu 1 quả. Tôn đạo toàn nghe xong đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh khom lưng lãnh chỉ, nô tài tuân chỉ, này cũng coi như trong hòa được phúc đi, không đúng, hoàng thượng đau lòng Duyệt Khanh như vậy, cũng không đúng, phải là Duyệt Quý Khanh chủ tử, tấn chức là chuyện sớm hay muộn, bất quá hôm nay gặp nạn được tấn chức vẫn là làm tôn đạo toàn ngoài dự đoán. Các ngươi đi xuống đi. Nô tài trên nô tí tuân chỉ. Tôn đạo toàn cùng một đám cung nữ nô tài rời đi, cửa đóng được một khắc, Lãnh Diệp Hiên khom lưng bên tai Hà Duyệt nhẹ gọi, châm biết ngươi tỉnh. Hà Duyệt mở to mắt, nhìn chung quanh không có ai mới thở ra một hơi, ngay sau đó cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, là ta không cẩn thận mới. Lãnh Diệp Hiên đột nhiên ôm lấy dọa Hà Duyệt nhảy dựng, nghi hoặc hô, Diệp Hiên, ngươi muốn hủ chết ta đúng không? Hà Duyệt không hiểu, Lãnh Diệp Hiên vươn tay sờ sờ vết thương trên mặt Hà Duyệt. Cho dù ngươi không bị thương chấm vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ngạch, quả nhiên Lãnh Diệp Hiên biết dụng ý của hắn, Hà Duyệt gật đầu trầm mặc nói, ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái, Diệp Hiên, liền tính ngươi tin tưởng ta, cũng không đảm bảo người khác sẽ tin tưởng ta, cho dù ngươi có áp xuống chuyện này nhưng những lời đồn đại vớ vẩn vẫn ở đó. Sự tin tưởng rất quan trọng nhưng có đôi khi những lời ra tiếng vào không đơn giản là ngươi tin tưởng ta là có thể xong chuyện. Trong mắt Lãnh Diệp Hiên hiện lên một tia sát ý, theo sau ôn nhu nói với Hà Duyệt, chuyện này trẫm đã cho Mục Trì điều tra, ngươi hiện tại liền ngốc ở cung điện hảo hảo điều dưỡng đi. Mục Trì lương thần, nói đến lần trước ăn một tát từ người đó Hà Duyệt liền rất ít khi gặp mặt hay nói chuyện qua. Không thể tưởng tượng được chuyện này còn phải phiền toái đến Mục Trì. Hà Duyệt thở dài một tiếng nói, ta muốn chính mình điều tra việc này. Lãnh Diệp Hiên ngẩng đầu lên thấy trong mắt Hà Duyệt ánh lên sự nghiêm túc, hắn nên vui hay nên buồn đây?
hoàng thượng, thân ở hậu cung, người độc ác tàn nhẫn là chuyện thường tình. Hà Duyệt hắn đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc, nên ra tay hắn tuyệt không nương tay, khi đó Hiên Nhi đừng ghét bỏ hắn a. Ký ức từ Thái Thị Phủ hồi cung vẫn rất mới mẻ, hiện giờ xem ra, không ai đơn thuần mãi. Gật gật đầu sau đó vươn tay ôm lấy Hà Duyệt, mặc kệ ngươi trở nên như thế nào, lòng ta vẫn luôn hướng về ngươi. Diệp Hiên, ngươi nói cái gì? Trẫm có nói gì sao? Hà Duyệt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nghe lầm? Lãnh Diệp Hiên cong cong khóe miệng, hôn hôn trán Hà Duyệt, nói, trẫm còn có tấu chương cần xử lý, ái thị hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác trẫm lại đến xem ngươi. Hà Duyệt gật gật đầu, nằm xuống nhìn bóng dáng Lãnh Diệp Hiên rời đi, cùng lúc Thải Hà tiến vào mới đứng dậy nghiêm túc nói, Thải Hà, ngươi đi tra xem cung nữ giả truyền thánh chỉ Thái Hậu hôm qua là ai, là cung nữ của cung điện nào, mặc khác. Hôm nay lúc bị đánh ngất ta hoảng hốt thấy nô tài bên người Diệp Cốc Dịch, ngươi cũng đi tra xem Diệp Cốc Dịch sáng nay đã làm những gì. Chủ tử yên tâm, Tử Ngọc đã ra tay tra xét, muộn nhất ngày mai liền có kết quả. Thời điểm Thải Hà đưa ly trà lên cho Hà Duyệt lại tiếp tục nói, hơn nữa Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Lương Thần đi tra, Lương Thần là người ra sao chủ tử cũng yên tâm. Mà sự thật chứng minh Thải Hà nói rất đúng, bất quá hai ngày sau chuyện này đã được điều tra chỉ thiếu điều bẩm báo Hoàng thượng. Thải Hà từ trong miệng Tử Ngọc biết được Lương Thần bên kia tự mình giải quyết chuyện này mà Hà Duyệt nhìn cái tên bắt mắt trên mặt giấy, bắt lấy tờ giấy, ánh mắt phẫn nộ nói, chuyện này trước trình lên cho Hoàng thượng. Chủ tử là muốn. Hà Duyệt liếc nhìn Thải Hà một cái, hung hăng chảo nát tờ giấy trong tay, điều này làm Thải Hà cùng Tử Ngọc biết chủ tử nhà các nàng thật sự tức giận. Nghỉ ngơi mấy ngày Hà Duyệt mới biết Hoàng thượng tấn phong mình lên làm quý khanh nhưng Hà Duyệt đối với việc này cũng chẳng mấy hứng thú, mặt vô biểu tình tiến vào Lan Tích Điện thỉnh an. Thượng quan Tuyết nhìn thấy Hà Duyệt không bị thương tổn nào trong lòng liền khó chịu, bất quá sắc mặt vẫn rất hòa nhã thân thiện giả vờ thăm hỏi, thân thể Duyệt quý khanh vừa mới tốt lên, nên nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn mới phải, nếu thiếu cái gì cứ tới nói với bản quân. Đa tạ hoa thần ca ca quan tâm, hôm qua hoàng thượng hạ ban không ít thuốc bổ cũng chẳng thiếu gì, nếu thật sự thiếu đệ đệ nhất định sẽ hướng hoa thần ca ca thỉnh xin. Thượng quan Tuyết run rẩy khóe miệng, bộ mặt giả dối cười cười, đều tan đi. Thần thị cáo lui. Hà Duyệt trước hết xoay người rời đi hoàn toàn không cho hoa thần mặt mũi, mà theo sát đó chính là Lương Thần. Lúc ra khỏi Lan Tích Điện, Hà Duyệt hướng mục trì hành lễ. Hà Duyệt cảm tạ Lương Thần. Bản quân chỉ là phụng mệnh hành sự, không cần nói cảm ơn. Không. Hà Duyệt nghe nói chính vì chuyện ngày hôm đó mà làm Lương Thần hao tâm tổn trí, Hà Duyệt cảm thấy hổ thẹn. Duyệt quý khanh người cũng đừng tự trách, đã xảy ra chuyện này cũng không phải ý muốn của người. Một vị viên trung thị được tấn phong không lâu mở miệng nói. Không sai. Kẻ hãm hại Duyệt ca ca đều không được chết tử tế. Mộ Dung Bách Thức đơn thuần nói, lại làm cho Diệp Cốc Dịch mới bước ra ngoài Lan Tích Điện liền lập tức biến sắc mặt. Hà Duyệt cũng phát hiện Diệp Cốc Dịch, những người khác cũng chú ý tới, âm thanh ầm ĩ liền trở nên im lặng. Diệp Cốc Dịch liếc mắt nhìn một đám người chung quanh, biết được trừ bỏ Hà Duyệt phẫn nộ ra những người còn lại đều là làm ngơ cũng không có bất luận ai tiến kênh cùng hắn giao hảo. Cũng khó trách. Gần đây có quá nhiều lời đồn Diệp Cốc Dịch hãm hại Hà Duyệt, cho dù không có chứng cứ nhưng cứ như vậy truyền qua người này sang người khác, khó bảo toàn không người khác nghi ngờ Diệp Cốc Dịch. Ánh mắt Hà Duyệt no đủ tức giận, trên mặt một bộ tươi cười châm chọc, nện bước chậm rãi tiến lên tới gần Diệp Cốc Dịch. Diệp Cốc Dịch nhíu mày không biết Hà Duyệt đây là đang muốn làm cái gì nhưng vẫn thật bình tĩnh nhìn Hà Duyệt bước đến thẳng đến khi đối phương đã gần trong gang tấc. Nghe nói ngày đó Tuệ Thần giúp ta không ít, Hà Duyệt ở đây cảm tạ Tuệ Thần. Câu nói này nào có chút lòng biết ơn nào, rõ ràng chính là châm chọc. Diệp Cốc Dịch từ biểu tình dối trá này có thể thấy được, Hà Duyệt đã biết được chính mình hãm hại hắn, nhưng sao bây giờ lại thế này? Không có chứng cứ liền không thể định tội, Diệp Cốc Dịch cũng không sợ hãi nữa giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Làm sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Có thể được Duyệt quý khanh cảm tạ thật sự là chiết sát ta rồi. Chiết sát? Cũng đúng,
làm người thiện lương sẽ không sợ người khác chiết sát mà đoản mệnh. Nói vậy xem ra chắc tuệ thần hẳn là sẽ không sợ lòng biết ơn của Hà Duyệt chiết sát tuệ thần sống ít hơn vài năm đi. Diệp Cốc Dịch mất tươi cười. Những người khác nghe xong kinh dị hít một hơi khí lạnh. Hà Duyệt không có để ý đến ánh mắt người khác, cất bước tới gần sát bên Diệp Cốc Dịch, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương nói nhỏ, muốn người khác không biết trừ phi mình không làm, tuệ thần nên để ý nửa đêm có quỷ đến gõ cửa. Diệp Cốc Dịch toàn thân run rẩy lảo đảo vài bước, công công bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hà Duyệt nhìn chằm chằm tên công công đang khom người run rẩy, cười lạnh một tiếng sau đó xoay người hô, Thải Hà, hồi cung. Thải Hà cười chôm sau đó vội vàng tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt. Khi chuẩn bị rời đi, một cái cung nữ chạy vội va vào người Hà Duyệt. Thải Hà giống giận, vội vội vàng vàng làm cái gì? Ngươi là khi nào vào cung mà không biết quy củ? Cung nữ nhìn thấy người mình đụng trúng chính là Hà Duyệt liền vội quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Quý khanh chủ tử tha mạng, nô tỳ ở Lan Tích Điện, nô tỳ có chuyện mấu chốt muốn hội báo cho hoa thần chủ tử mới va phải Duyệt quý khanh, thỉnh Duyệt quý khanh tha tội. Thôi được rồi, ngươi cũng không phải cố ý, về sau cẩn thận một chút. Cảm ơn quý khanh. Lúc này lương thần vẫn chưa rời đi, dò hỏi, ngươi gấp gáp như vậy là có chuyện gì? Cung nữ thấy lương thần cùng các vị nam thị khác đều ở chỗ này, liền không có do dự trả lời, là Tây Khu truyền đến tin tức, nói cái gì? Thượng quan Tuyết từ Lan Tích Điện đi ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cung nữ vội vàng cúi đầu, run rẩy trả lời, hồi chủ tử, là Vương Chiêu Nghi của Đào Cam Điện, nàng làm sao vậy? Vương Ngọc kích động tiến lên hỏi. Cung nữ toàn thân run rẩy trả lời, nàng mang thai. Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, không thể tin được điều mà chính mình nghe được. Vương Lộ mang thai, sao có thể? Lãnh Diệp Hiên khi nào thì qua Đào Cam Điện? Ngươi nói cái gì? Lặp lại cho ta. Cung nữ run rẩy trả lời, nô tỳ nghe cung nữ bên Đào Cam Điện nói Vương Chiêu Nghi gần đây ăn không ngon, khi thì nôn mửa. Sau khi thái y chẩn bệnh nói cái thai đã được 2 tháng. Chủ tử trên hoa thần. Hà Duyệt nhìn sắc mặt thượng quan Tuyết trắng bệch, phỏng chừng chuyện này đối với hắn có bao nhiêu đả kích, kỳ thật không chỉ hoa thần, hiện tại cả hậu cung nghe Vương Lộ mang thai sắc mặt đều không tốt, chỉ sợ Đức Phi đã phẫn nộ đập nát không biết bao nhiêu cái chén rồi. Mang thai 2 tháng, hắn tới cái thế giới này bất quá mới 4 tháng, cùng Lãnh Diệp Hiên thổ lộ tình cảm cũng chỉ hơn 1 tháng, như vậy hài tử trong bụng Vương Lộ hơn phân nửa chính là. Hà Duyệt nắm tay thật chắc, Thải Hà chú ý thấy vội vàng tiến lên nói, chủ tử, việc này quá trùng hợp, nói không chừng chính là thái y chẩn đoán sai a. Không sai, nhất định là khám sai, con tiện nhân Vương Lộ đó sao có thể hoài long loại được. Thượng quan Tuyết phẫn nộ quát, tâm tình hắn hiện tại mới mặc kệ những nam thị khác chung quanh. Hắn không tin, nếu Hà Duyệt mang thai hắn còn tin, rốt cuộc Hoàng thượng đi Xích Nguyệt Điện số lần vô kể, nhưng Cam Đào Điện kia chỉ sợ 1 năm còn chưa đến vài lần, Thượng quan Tuyết đánh chết cũng không tin. Đi, cấp vị quản sự Tây Khu Đức Phi kia thông báo một tiếng, bản quân phải mau lên đến xem ả Vương Chiêu Nghi kia là có cái bệnh gì. Hoa thần, hiện tại ngươi tới đó sẽ có người cho rằng ngươi đang có ý đồ xấu, chờ Đức Phi bên kia xác nhận rồi đi cũng không muộn. Mục Chỉ khuyên. Thượng quan Tuyết bình tĩnh ngẫm lại, gật đầu, là bản quân bồng bột. Các ngươi đều trở về đi, nếu không có chuyện gì quan trọng không cho phép đi ra ngoài, bản quân muốn nhìn xem, tiện nhân này có mang thai thật hay không. Thượng quan Tuyết phất tay áo trở về, các nam thị khác cũng lần lượt rời đi. Hà Duyệt sau khi hành lễ với Mục Trì cũng ra về. Trên đường trở về, chỗ nào cũng có người châu đầu ghé tai, các cung nữ vội vội vàng vàng giống như trong cung có chuyện lớn gì sắp xảy ra vậy. Chẳng lẽ Vương Lộ thật sự mang thai? Tin tức Vương Lộ mang thai rất nhanh đã truyền đi khắp hậu cung. Mặc kệ là Đông Khu hay là Tây Khu đều mang một tầng áp lực, sợ rằng bây giờ chỉ có Đào Cam Điện là hỉ khí dương dương.
Hà Duyệt lần đầu nghe thấy tin tức nói thật ra thì rất khiếp sợ nhưng lúc sau lại thật bình tĩnh, rốt cuộc đây cũng là chuyện xảy ra trước khi Lãnh Diệp Hiên cùng mình thổ lộ tình cảm, mang thai cũng là đương nhiên. Bất quá, vị chua trong lòng vẫn làm Hà Duyệt cảm thấy ít nhiều bất mãn, tuy rằng rõ ràng là hài tử của Lãnh Diệp Hiên, nhưng... hắn không thể mang thai đã cấp cho Lãnh Diệp Hiên biết bao ngột ngạt, thân là thiên tử, không có hoàng tử nối dõi quả thật rất áp lực, cũng đối với tổ tông bất hiếu, Hà Duyệt nghĩ thông suốt cũng bình tâm hơn. Chủ tử, người đừng lo lắng, Vương Chiêu Nghi kia coi như mang thai cũng không có thể so cùng người. Đừng tưởng rằng mang thai có thể nhận được thánh sủng, còn không biết sinh ra có phải hoàng tử hay không. Thải Hà, ngươi lời này nói ở Xích Nguyệt Điện thì thôi cũng không thể đem ra ngoài nghị luật, Vương Chiêu Nghi kia nói thể nào cũng là hoài thai long loại. Thải Hà kinh ngạc chớp chớp mắt, chủ tử nhà nàng bây giờ hẳn là nên sinh khí đi, như thế nào có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ chủ tử nguyện nhìn thấy phi tử khác sinh con cho hoàng thượng. Tử Ngọc, hỏi thăm như thế nào? Tử Ngọc gật đầu, chủ tử, nô tỳ từ Chu Thái Y biết được tin tức, Vương Chiêu Nghi 89/10 là mang hải tử. Ăn không vô, khó chịu, nôn ói, này không phải là mang thai thì Hà Duyệt còn nghĩ ra nàng bị bệnh gì nữa, nhẹ nhàng xoa chán, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi, hoàng thượng bên kia, có động tĩnh gì không? Chủ tử, nói đến cũng kỳ quái, hoàng thượng nghe được tin tức Vương Chiêu Nghi mang thai cũng không có điểm gì cao hứng, nô tỳ nghe nói, hoàng thượng chỉ sai Tôn Công Công đi Đào Cam Điện nhìn một chút rồi thôi liền an bài một chút thuốc bổ cũng không có. Hà Duyệt kinh dị, dưới gối Lãnh Diệp Hiên nay chỉ có hai đứa nhỏ, hơn nữa lại là hai công chúa cũng chẳng có hoàng tử. Theo lý thuyết thì hiện tại Lãnh Diệp Hiên ắt phải yêu thích đứa nhỏ trong bụng Vương Chiêu Nghi mới đúng, như thế nào? Hoàng thượng không thích cũng là đương nhiên, việc này đối với ai nhìn Vương Chiêu Nghi cũng không vừa mắt. Rõ ràng là hoàng thượng đi Xích Nguyệt Điện vô số lần dựa vào cái gì à, nữ nhân kia lại hoài long thai. Tử Ngọc cũng tán đồng lời nói của Thải Hà nhưng Hà Duyệt lại không hiểu, tổng cảm thấy lời này có huyền cơ. Hà Duyệt còn chưa mở miệng, Thải Hà lại tiếp tục nói, nô tỳ đã cho người dò la rồi, các vị phi thị phân vị so với Vương Chiêu Nghi đều không cấp cho nàng sắc mặt tốt gì, đặc biệt là Đức Phi, Hoa Thần hai vị chủ tử. Nghe nói cung nữ nô tài hai cung bên kia đều lo lắng đề phòng mà làm việc, sợ một chút sơ sót nhỏ lại ném cả mạng đi. Còn không phải là mang thai sao? Như thế nào lại nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa Hoa Thần kia kích động làm cái gì? Đức Phi kích động còn có lý, Hoa Thần kích động, này. Thải Hà cùng Tử Ngọc cho nhau cái liếc mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lúc sau Thải Hà nói, chủ tử người là quên mất Lân Nhi cũng có thể hoài thai đi. Bùm, trong đầu nổ mạnh một cái, Hà Duyệt trợn mắt há hốc mồm, Thải Hà cùng Tử Ngọc thấy vẻ kinh ngạc của chủ tử các nàng liền minh bạch chủ tử nhà mình đích thật quên mất chuyện Lân Nhi có thể sinh con rồi, chẳng qua bởi vì Lân Nhi trời sinh mỹ mạo nhưng chung quy cấu tạo thân thể vẫn là nam nhi, chuyện mang thai tuyệt không dễ dàng. Hà Duyệt sau khi nghe câu Thải Hà nói, trong đầu liền xuất hiện năm chữ, hắn có thể mang thai, không sai. Từ sau khi nghe được từ trong miệng Thải Hà nam thị có thể mang thai, Hà Duyệt liền nhớ tới thân phận chính mình không chỉ đơn giản là nam thị của hoàng đế mà còn là một Lân Nhi. Lân Nhi, nhận thiên ân chúc phúc, quý thân hề, này nam tử thân, dung mỹ hề, cố như hoa hồng, hậu hà bên thiên tử hề, hoài thai hải tử, vạn dân kính ngưỡng hề. Câu ca dao này chính là Hà Duyệt đọc được từ Lân Nhi điển cố, hắn thế nhưng lại quên mất. Hoài thai hải tử, vạn dân kính ngưỡng. Còn không phải là nói nếu Lân Nhi mang thai chính là tín ngưỡng của bá tánh sao? Điều này chứng minh chuyện Lân Nhi mang thai là hiếm bao nhiêu? Hà Duyệt sờ sờ bụng chính mình, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Lãnh Diệp Hiên thường hay xoa bụng chính mình cùng biểu tình chờ mong rồi. Còn không phải là chờ mong hắn có thể mang thai sinh con hay sao? Kháo, Lãnh Diệp Hiên ngươi thế nhưng lại gian trá như vậy, dám lừa bịp hắn. Chủ tử chính là thân thể không khỏe. Thải Hà thực lo lắng, rốt cuộc vì sao Hà Duyệt vuốt bụng mặt lại trắng như vậy. Hà Duyệt thu lại tức giận của chính mình, lắc lắc đầu, kỳ thật cái này làm sao có thể trách Lãnh Diệp Hiên, có
có trách thì trách chính hắn ngu xuẩn, lần đầu gặp mặt mà không nhận ra thân phận thật của người kia đã làm hắn phun trào bao nhiêu rồi, lại lần nữa mắng chính mình ngu xuẩn, sống uổng phí vài thập niên ở thời kỳ khoa học công nghệ tiên tiến, kết quả hiện tại. Có phải hay không bởi vì ngốc ở cổ đại lâu rồi nên mình càng ngày càng ngốc không nhỉ? Chủ tử người yên tâm, chủ tử Hồng Phúc Tề Thiên, tâm tính thiện lương, sớm hay muộn gì cũng hoài thai hoàng tử. Hà Duyệt đen mặt, căm tức liếc nhìn Thải Hà một cái, Thải Hà cho rằng Hà Duyệt thẹn thùng liền le lưỡi cười cười. Hà Duyệt càn lời bỏ qua một bên tầm mắt, một tay tự động đưa lên vuốt vuốt bụng, hẳn là không may mắn như vậy đi. Hoa thần cùng Triệu Du đã rời đi kia tiến cung nhiều năm cũng chưa mang thai, hắn hẳn là không may mắn như vậy đi. Mặc kệ là có may mắn hay không, Hà Duyệt vẫn đem chuyện mình có thể mang thia ghi tạc vào lòng, trở lại một lần nữa đến Hòa Hương Viên hội tụ, nhìn thấy biểu tình Vương Lộ hạnh phúc, Hà Duyệt cũng chỉ đạm nhiên làm lơ. Diệp Cốc Dịch nhìn thấy Hà Duyệt bên kia biểu tình bình thản tự nhiên như vậy, trong lòng nổi lửa, hắn tuy rằng đồng dạng không thích Vương Lộ nhưng Hà Duyệt hắn càng không ưa, hướng Vương Lộ châm chọc nói, muội muội thật đúng là hảo phúc khí. Hoàng thượng mới đi đào cam điện một lần liền mang hài tử, ngươi làm Duyệt quý khanh hâm mộ chết. Vương Lộ nghe xong cười nhạt không trả lời, kỳ thật nàng cũng thật cao hứng, nghĩ đến Hà Duyệt kia vẫn luôn cùng mình và để diễu võ dương oai. Trong lòng chính là tức giận, hiện tại cuối cùng cũng có thể làm Hà Duyệt khó chịu, giả dối tươi cười nói, ca ca, người chết sát muội muội, muội muội thế nhưng làm sao có thể có phúc khí bằng Duyệt quý khanh ca ca, mỗi ngày đều được hoàng thượng ân sủng. Chu Tử Hoa nghe xong nhướng mày, Mộ Dung Bách thực không thích nhìn sang chỗ khác, Trịnh Giai Hoàng nghe xong cười thản nhiên, tỷ tỷ nói phải, ngày thường hoàng thượng ban thưởng Duyệt quý khanh không ít. Nói vậy tỷ tỷ người hiện tại mang long thai, bản thưởng nhất định không ít đi. Trịnh Giai Hoàn nói một phen này làm Vương Lộ mất đi tươi cười. Hà Duyệt có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Giai Hoàn. Theo lý thuyết hắn cùng Trịnh Giai Hoàn này cũng không coi như đi chung đường. Như thế nào lại giúp hắn? Hà Duyệt không quá minh bạch nhưng cũng không cho Vương Lộ hướng Trịnh Giai Hoàn gây khó dễ. Nói, muội muội mang thai là hỷ sự hoàng gia, tuệ thần ngươi xem có phải không? Tuệ thần run rẩy môi, nụ cười giả dối che giấu không nổi nữa, Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, nhanh chóng cùng Chu Tử Hoa rời đi, lúc này Diệp Cốc Dịch mới tức giận rời đi chỉ để lại một mình Vương Lộ lại một lần nữa trở thành đối tượng bị mọi người làm lơ. Đức Phi cùng Hiền Phi vẫn luôn đứng ngoài xa nhìn, nhìn Tuệ thần khiêu khích Hà Duyệt trong lòng liền vui sướng, các nàng thật muốn nhìn xem Tuệ thần này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực có thể đem Hà Duyệt kéo xuống đài. Tỷ tỷ, người nói chuyện Vương Chiêu Nghi mang thai. Câm miệng, đừng nhắc đến con tiện nhân đó trước mặt ta. Nói đến chuyện mang thai, Đức Phi liền tức giận, nàng trái mong phải ước cũng chưa có một hài tử không nghĩ đến thế nhưng Vương Lộ lại mang thai trước, nàng như thế nào không tức giận. Hiện tại dưới gối hoàng thượng chỉ có hai tiểu công chúa, nếu Vương Lộ đợt này là hoàng tử, Tử Tuệ tuyệt không để Vương Lộ bình yên sinh đứa trẻ này ra. Hoa thần vẫn luôn cùng Lương thần uống trà trong đình hóng gió, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Đức Phi kia trong lòng thật vui sướng, đương nhiên nhìn đến Vương Lộ tươi cười liền mang một bụng lửa, bất quá nghĩ đến địa vị của nàng bây giờ, Thượng Quan Tuyết cũng không quá gấp liền chấm dãi thưởng trà. Chu Tử Hoa cùng Hà Duyệt đi đến bên cạnh hồ sen, hiện tại là mùa hạ, hồ sen trải đầy những bông hoa đỏ hồng, đẹp không sao tả hết, gió lạnh từ từ thổi qua làm xua tan cái nóng. Hà Duyệt cười nói, Tử Hoa gần đây khỏe không? Rất tốt, Duyệt quân cũng vậy chứ, không biết. Ta nói Tử Hoa không cần lo lắng, ta rất tốt. Những ngày gần đây Hoàng thượng bận rộn quốc sự, rất ít khi đến hậu cung cho nên không biết được dạo này nơi đây trướng khí mù mịt. Liền lấy Hòa Hương Viên hội tụ hôm nay làm ví dụ, vốn dĩ không nên có buổi gặp mặt này nhưng mà bởi vì Vương Lộ mang thai. Đức Phi nói cái gì mà cùng nhau chúc mừng Vương Chiêu Nghi, nữ nhân giả hoạt này không biết sẽ làm ra chuyện gì. Hà Duyệt cũng không phải ngốc tử, những bộ phim cung đấu trên TV mà hắn từng xem kia cũng đủ để hắn biết hôm nay không nên đến gần Vương Lộ. Vương Lộ có thể tránh tiếp xúc nhưng Vương Ngọc thì chưa chắc như vậy, tỷ tỷ mang thai hắn tuy rằng không cao hứng nhưng dù sao cũng là người gia tộc mình, mặt mũi to ra không ít, khí thế cũng muốn vượt qua Hà Duyệt. Vì thế tâm cao khí ngạo tới gần Hà Duyệt.
Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa đều chú ý thấy Vương Ngọc đã đến, nhíu chặt mày rồi không để ý nữa bỏ qua một bên tầm mắt. Vương Ngọc thấy thế tức giận lúc sau hừ cười nói, nhân quả báo ứng là tuần hoàn, có người cho rằng chính mình có thể một bước lên trời lại không được vui mừng bao lâu, cũng đúng, chuyện mang thai này làm sao có thể rơi trên đầu Lân Nhi ngươi. Chỉ sợ hàng ngày giao hoan cũng khó a. Chu Tử Hoa trong lòng cực kỳ không thoải mái, muốn mở miệng mắng chửi lại bị Hà Duyệt cản lại, ngay sau đó cười xoay người tính rời đi. Vương Ngọc thấy đối phương không phản ứng mình tức giận dậm chân rời đi, mà lúc này Vương Lộ cùng Diệp Cốc Dịch đã đến gần phía Vương Ngọc. Diệp Cốc Dịch ra hiệu ánh mắt với Vương Ngọc, Vương Ngọc hiểu ý liền quay lại hướng Hà Duyệt đi đến. Hà Duyệt không ngốc, Vương Ngọc vài lần qua đây thăm dò chính là muốn nhằm vào mình, liền lạnh mặt nói, Vương Trung Thị tiến cung mấy năm, lâu quá nên quên mất quy củ rồi. Vương Ngọc dừng bước, mặt trở nên trắng bệch hừ nói, ta thế nhưng lại bị quý khanh giáo huấn, còn không phải chỉ được hoàng thượng sủng ái mấy ngày sao? Thế nào, sủng hạnh lâu như vậy bụng còn chưa có động tĩnh, thật là làm khó Duyệt quý khanh ngươi mỗi ngày không ngừng hầu hạ hoàng thượng. Chu Tử Hoa tức giận tiến lên, Hà Duyệt giữ chặt, bước lên trước một bước hướng tới cho Vương Ngọc một cái. Chát. Tiếng tát tai vang dội mang đến sự chú ý của những phi thị chung quanh, nhìn đến Hà Duyệt đầy mặt tức giận, Hoa Thần cũng Đức Phi đều phái người thăm dò tin tức, Vương Ngọc liền khóc nháo nói, ta chẳng qua là hỏi thăm quý khanh một tiếng, quý khanh liền nói thần thị không có giáo dưỡng, làm lơ hậu cung lễ giáo, cho thần thị một tát. Chu Tử Hoa bây giờ mới kiến thức qua như thế nào là vô sỉ, lật ngược phải trái. Nhìn đến Vương Ngọc kia vẻ mặt ủy khuất cùng bộ dáng Đức Phi bất mãn, Chu Tử Hoa thay Hà Duyệt đánh ra tình hình, còn chưa mở miệng đã bị Hà Duyệt nói trước. Vương Ngọc, không làm chuyện trái với lương tâm liền không sợ quỷ đến gõ cửa, ngươi có dám ở trước các vị phi thị thể rằng bản quân khi dễ ngươi hay không? Vương Ngọc không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ dùng đến chiêu này, Vương Ngọc có chút khiếp đảm, Diệp Cốc Dịch thấy vậy liền tiến lên nói, quý khanh, đây là ngươi không đúng rồi, ai không biết ngươi so với Vương Trung Thị địa vị cao hơn. Đừng có lấy phân vị quý khanh đi áp bức người khác.